Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Chương 2276, độc mồm độc miệng. Nữ hiệp Thanh Thanh, đây là sự thật sao? Thái Giai Húc nửa tin nửa ngờ, hiển nhiên không cách nào tiếp nhận một Triệu Thanh Thanh xinh đẹp như tiên trên trời lại có ông chồng xấu xí như vậy. Hạ Thiên tuyên bố chủ quyền trước mặt mọi người, điều này khiến Triệu Thanh Thanh hết sức vui mừng, quả nhiên trong lòng sư phụ có nàng, cho nên hết sức sảng khoái gật đầu. Vậy hắn chính là Hạ Thiên trong truyền thuyết à? Hứa Tiểu Quân vỗ vỗ tay, cẩn thận đánh giá Hạ Thiên, trước kia thường nghe chị Thanh Thanh tự xưng là Hạ Thiên nữ hiệp, nói cả đời nàng là người phụ nữ của Hạ Thiên, khi đó ta liền nghĩ Hạ Thiên phải đẹp trai đến cỡ nào, chắc hẳn là một người rất hấp dẫn, rất lợi hại. Bây giờ xem ra, người nghĩ cũng không có sai, ngoại hình ta quả thật rất tuấn tú, bởi vì ta chính là người đẹp trai nhất thế giới. Hạ Thiên lười biếng ngáp, nhưng ngươi đừng có yêu ta, bởi vì ngươi còn chưa đủ xinh đẹp, không có tư cách yêu ta. Mấy người khác cũng bị mấy lời của Hạ Thiên làm cho hết hồn, người này còn có mặt mũi tự nhận mình đẹp trai nhất thế giới. Thì, ngươi quá tự luyến rồi đó. Hứa Tiểu Quân cũng cười ngã cười nghiêng, trêu đùa đáp lời, ngươi quả thật rất có sức hấp dẫn, quen biết thêm một thời gian nữa, nói không chừng ta sẽ yêu ngươi thật thôi. Hạ Thiên trừng Tiểu Quân, đừng nghĩ chiếm tiện nghi của ta. Ha 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 ha, người thật thú vị. Hứa Tiểu Quân cười đến run rẩy hết cả người, nhìn về phía Triệu Thanh Thanh, Thanh Thanh tỷ, vị anh rể này của ta thích đùa như vậy à? Triệu Thanh Thanh cười giải thích, hắn không thích đùa, những lời hắn nói đều nghiêm túc. Những người khác đều bật cười, hiển nhiên cũng không coi là thật. Nữ hiệp Thanh Thanh, ăn khuya xong, chúng ta đi tìm chỗ nào đó uống chút rượu được không? Thái Giai Húc không biết vô tình hay cố ý muốn lôi kéo Triệu Thanh Thanh, mọi người tình cờ quen biết, coi như là có duyên với nhau, không bằng tối nay không say không về, thế nào? Tạ Mập Mạp lập tức phụ họa, không tồi, mọi người bận rộn mấy ngày rồi, cũng nên vui đùa một chút, xả hơi thư giãn. Húc ca, người có chỗ nào không? Đương nhiên là có, ta biết một quán ba không tệ. Thái Giai Húc vỗ tay, mặt tươi như hoa nói, chỗ đó do một người anh của ta mở. Bảo đảm an toàn, tuyệt đối sẽ không có mấy chuyện phiền phức kia. Tiểu Quân, ngươi cảm thấy thế nào? Hứa Tiểu Quân không có hứng thú gì với loại chuyện này, thẳng thắn cự tuyệt, hay là thôi đi, ăn khuya xong, ta còn có chuyện khác phải làm. Tiểu Quân, ngươi đừng làm mọi người mất hứng như vậy chứ. Thái Giai Húc lập tức lộ vẻ thất vọng, mọi người đi theo ngươi cùng bận rộn mấy ngày, ngươi cũng không nể mặt sao, mấy lần trước ngươi cũng từ chối rồi. Lần này nữ hiệp Thanh Thanh đều ở đây, chẳng lẽ ngươi còn muốn từ chối nữa ư? Cô bé tên Vương Diễm kia cũng khuyên nhủ, Tiểu Quân, đi thử một lần đi, thật sự vui lắm đó. Tất cả mọi người đều đi, nếu ngươi không đi, vậy sẽ khiến chúng ta rất khó xử. Nói đến mức này rồi, Hứa Tiểu Quân cũng không thể cự tuyệt nữa, nhưng cô quả thật không thích mấy chỗ như quán bar, cũng không muốn quá thân thiết với Thái Giai Húc, nên chỉ biết im lặng. Mặc dù tính tình của Triệu Thanh Thanh hơi nóng nảy, nhưng cũng rất nhạy cảm, đã sớm nhìn ra giữa năm người này có chút rắc rối, anh chàng đẹp trai Thái Giai Húc này hiển nhiên là vì Hứa Tiểu Quân mới đi làm tình nguyện viên phân loại rác, mục đích là gì thì không cần nói cũng biết. Nữ hiệp Thanh Thanh, người chắc chắn sẽ không cự tuyệt yêu cầu nhỏ này của người hâm mộ, đúng không? Thái Giai Húc ra mặt muốn mời Triệu Thanh Thanh. Triệu Thanh Thanh không để ý tới Thái Giai Húc, bỗng nhiên nói với Hứa Tiểu Quân. Giao tình giữa ta và chị họ ngươi vẫn vô cùng tốt, nếu như ngươi có gì cần hỗ trợ, cứ mở miệng. Dạ, vậy ta cảm ơn Thanh Thanh tỷ trước. Hứa Tiểu Quân dĩ nhiên cũng biết Thái Giai Húc có chủ ý gì, sở dĩ lựa chọn lúc nửa đêm ra ngoài phát tờ rơi, cũng có mấy phần muốn nhân cơ hội hành hạ hắn, để cho hắn biết khó mà lui, chẳng qua không nghĩ tới vị công tử nhà giàu này thật sự kiên trì đến vậy. Triệu Thanh Thanh chỉ cười cười, không nói gì. Sắc mặt Thái Giai Húc trở nên khá khó coi, chẳng qua vẫn nín nhịn không phát tác, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên, cười mời mọc, hì hì, ngươi tên là Hạ Thiên đúng không, ngươi cũng không thấy có gì không ổn nhỉ. Mọi người cùng đi, vui chơi một chút, coi như kết giao thêm bạn bè. Đồ ngốc như ngươi không có tư cách làm bạn với ta. Hạ Thiên thờ ơ nói, còn nữa, nếu ngươi thực sự thức thời, thì tốt nhất nên cút đi. Thái Giai Húc không nhìn được nữa, nhìn Hạ Thiên chằm chằm, này, ý ngươi là sao? Ngươi mắng ai là đồ ngốc hả? Đương nhiên là đang chửi ngươi,
ở đây trừ ngươi ra còn ai bị ngốc nữa đâu. Hạ Thiên thẳng thắn hồi đáp, đồ ngốc muốn tán tỉnh người khác thì tự mình nghĩ cách đi, không nghĩ ra thì cũng đừng lôi đồ đệ ta vào, chuyện này làm ta rất khó chịu. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thái Giai Húc đứng bật dậy, chỉ vào Hạ Thiên, phẫn nộ quát, đừng tưởng rằng ngươi là chồng của nữ hiệp Thanh Thanh thì có thể tùy tiện mắng chửi người khác. Cho nên mới nói ngươi là đồ ngốc, ta mắng ngươi chỉ bởi vì ta muốn mắng thôi, chẳng liên quan gì tới chuyện ta là chồng ai hết. Sau đó đưa tay chỉ Hứa Tiểu Quân, lời biếng nói, còn ngươi muốn theo đuổi nàng ta thì trực tiếp theo đuổi, hơn nữa phải nhanh tay nhanh chân lên một chút, thế thì ngươi mới có thể chết nhanh được, thế giới cũng bớt đi một thằng ngốc. Mấy người đang ngồi không khỏi sững sờ, kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, không biết lời này của hắn là có ý gì. Chương 2277, ngươi bị câm à? Hạ Thiên nói những lời này rất bất ngờ, cũng không có dấu hiệu gì báo trước, khiến những người khác rất bối rối. Nhưng Triệu Thanh Thanh thì bắt đầu cảnh giác, nàng biết Hạ Thiên không bao giờ nói lời khó nghe mà không có lý do, nếu hắn đã nói như vậy thì chắc chắn đã nhìn ra điều gì đó khác thường. Anh rể Hạ, hình như ta cũng không làm gì có lỗi với ngươi. Hứa Tiểu Quân ngơ ngác, nàng nghĩ mình hẳn là không thù không oán với Hạ Thiên mới đúng, tại sao đột nhiên lại nói những lời như thế? Thái Giai Húc nghi ngờ nhìn Hứa Tiểu Quân, sau đó lại lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, này, vừa nãy ngươi có ý gì? Có ý gì thì lúc nãy đã nói rất rõ rồi, nghe không hiểu là chuyện của ngươi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ta không có hứng nói nhảm với kẻ ngốc. Nếu muốn sống thì mau mau cút đi. Đúng là khó hiểu, sắc mặt Thái Giai Húc lúc xanh lúc đỏ cuối cùng chỉ có thể coi lời mà Hạ Thiên nói như là câu đùa ác ý. Ta thật sự muốn theo đuổi Tiểu Quân, nhưng cũng đâu liên quan gì đến ngươi. Lại tiếp tục khiêu khích Hạ Thiên, hay là ngươi cũng coi trọng Tiểu Quân, muốn cạnh tranh với ta. Vậy phải xem nữ hiệp Thanh Thanh có đồng ý không đã. Cu của ta không có kém như tên ngốc ngươi đâu. Hạ Thiên bất mãn bĩu môi. Khi ta muốn theo đuổi ai đó, cũng không cần sự cho phép của bất cứ kẻ nào. Hứa Tiểu Quân rất kinh ngạc, trong lòng có mấy phần không vui trách móc Triệu Thanh Thanh, Thanh Thanh tỷ, ngươi cứ bỏ mặc hắn như vậy à? Không phải bỏ mặc mà là tin tưởng. Triệu Thanh Thanh thành thật trả lời, ngươi không hiểu đâu, hắn là sư phụ của ta, cũng là người đàn ông mà ta yêu nhất trên đời, dù cho hắn có làm chuyện gì ta cũng sẽ không phản đối, mà toàn lực ủng hộ. Hứa Tiểu Quân càng thêm kinh ngạc, tình yêu này cũng quá hèn mọn rồi. Triệu Thanh Thanh nhìn vẻ mặt của Hứa Tiểu Quân, dĩ nhiên cũng đoán được nàng ấy đang suy nghĩ gì nhưng nàng lười giải thích, người ngoài không cách nào hiểu được loại chuyện tình yêu này, chỉ cần nàng cảm thấy hạnh phúc là đủ rồi. Mọi người làm lơ những lời mà Hạ Thiên mới nói, cũng cẩn thận không đụng chạm tới đề tài đó nữa, chỉ là bầu không khí trầm xuống, mọi người chỉ có thể buồn bã ra về. Trước khi đi, Thái Gia Húc còn hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Thiên, trong lòng thầm nghĩ nhất định phải tìm cơ hội đánh tên này một trận. Nếu không thì cơn tức nghẹn trong ngực này khó mà giải nổi. Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh không thèm để ý tới hắn. Trong lòng bọn họ, Thái Gia Húc chỉ là một người qua đường tầm thường mà thôi. Nếu không phải hôm nay tình cờ gặp mặt, cả đời này chắc là cũng không liên quan gì đến nhau. Chờ mấy người kia cũng đi xa, Triệu Thanh Thanh mới nhẹ giọng hỏi Hạ Thiên. Sư phụ, có phải Tiểu Quân có vấn đề gì không? Nàng ta không có vấn đề gì nhưng cận vệ của nàng ta thì có vấn đề. Hạ Thiên thuận miệng trả lời. Cận vệ, Triệu Thanh Thanh không khỏi sửng sốt. Mới vừa rồi nàng không hề nhận ra gần đó có ai đang âm thầm bảo vệ Hứa Tiểu Quân. Giờ nghĩ kỹ lại rốt cuộc cũng nghĩ ra được có chỗ nào không đúng rồi. Mặc dù Hứa Tiểu Quân và Hứa Kiều Na là chị em họ, nhưng gia cảnh Hứa Tiểu Quân bình thường. Không đến mức ra ngoài phát tờ rơi mà còn mang cận vệ theo cùng. Triệu Thanh Thanh tiếp tục hỏi, cận vệ của muội ấy có vấn đề gì? Vấn đề lớn nhất của tên cận vệ đó chính là ngu xuẩn. Hạ Thiên lười biếng ngáp, mới vừa rồi còn dám nổi sát tâm với ngươi. Triệu Thanh Thanh kinh ngạc, tại sao ta không cảm nhận được cận vệ của muội ấy trốn ở đâu? Hạ Thiên cười hì hì, vì ngay từ đầu hắn đã không trốn. Hắn cũng ngồi trên bàn. Chính là tên ngốc nãy giờ không hề nói gì đấy. Triệu Thanh Thanh cố gắng hồi tưởng tình hình ăn khuya mới rồi. Hứa Tiểu Quân, Thái Giai Húc, Tạ Béo cùng với Phương Diễm, tướng mạo của từng người lần lượt lướt qua não cô, cuối cùng còn sót lại một gương mặt mơ hồ, chỉ nhớ thân hình hắn cao cao gầy teo.
Thì ra là hắn ta, hình như tên là Cam cái gì đó Trạch, cũng là bạn học của Tiểu Quân. Tại sao hắn lại nổi sát tâm với ta? Triệu Thanh Thanh ngơ ngác khó hiểu, ta cũng chẳng có ác ý gì với Tiểu Quân, hơn nữa vì quan hệ với Kiều Kiều mà còn cố ý chăm sóc muội ấy. Suy nghĩ của đồ ngốc ai mà biết được, Hạ Thiên bĩu môi, nàng tự đi hỏi hắn không phải sẽ biết ngay sao. Triệu Thanh Thanh ngay lập tức cảnh giác, tập trung tinh thần quét mắt nhìn bốn phía. Quả nhiên bên cạnh một cái thùng rác, nàng nhìn thấy một bóng dáng thon gầy đang nấp. Sau khi trải qua tẩy tủy, năm giác quan của nàng sớm đã nhạy cảm không chỉ gấp 10 lần người thường, vậy mà lúc đầu không phát hiện người này đi theo phía sau, chứng tỏ người này tuyệt đối không đơn giản. Ngươi là Cam Văn Trạch phải không? Triệu Thanh Thanh cũng lười nói vòng vo, trực tiếp đi tới. Ta muốn hỏi tại sao ngươi lại đi theo ta, chẳng lẽ thật sự muốn giết ta? Cam Văn Trạch chậm rãi đứng lên, đôi mắt đờ đẫn vô thần nhìn Triệu Thanh Thanh, ngậm miệng lại, một câu cũng không nói. Người bị câm à, Triệu Thanh Thanh nhìn bộ dạng ngây người như phỗng này, cảm giác thật sự rất cổ quái, Tiểu Quân bảo ngươi tới hay là tự ngươi muốn tới? Đối phương vẫn không nói một lời, chỉ chuyển ánh mắt qua nhìn Hạ Thiên. Triệu Thanh Thanh lại hỏi mấy câu, kết quả vẫn không nhận được nửa câu đáp lại, nên đành phải quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên, sư phụ, rốt cuộc hắn bị bệnh gì vậy, chẳng lẽ là người câm? Không phải hắn bị câm, chẳng qua hắn đang suy tư làm sao trong thời gian ngắn nhất giết được hai người chúng ta. Hạ Thiên bất mãn, tên nhóc này chẳng những ngu hết thuốc chữa còn luôn suy tưởng viển vông. Chương 2278, hắn biết võ công, không thù không oán tại sao hắn muốn giết chúng ta. Triệu Thanh Thanh cũng không sợ người này có thể tạo thành uy hiếp gì cho nàng và Hạ Thiên, chẳng qua là cảm thấy lý do giết người của tên này hơi khó hiểu, chỉ bởi vì chúng ta tán gẫu với Tiểu Quân. Gần đây ngày nào Tiểu Quân cũng phát tờ rơi, vậy mỗi ngày số người mà hắn muốn giết phải tới ngàn người vạn người sao? Vừa dứt lời, Cam Văn Trạch bỗng dưng cử động. Tốc độ nhanh như khỉ, chỉ mang theo một chuỗi tàn ảnh liền lướt đến trước mặt Triệu Thanh Thanh, trong bàn tay lộ ra một đạo hàn quang, đâm về hướng cổ họng Triệu Thanh Thanh. Dầm! Tốc độ này ở trong mắt Triệu Thanh Thanh không khác gì ốc sên, trực tiếp tung một cước đạp người bay xa. Cao Văn Trạch bay ra ngoài, đụng ngã mấy cái thùng rác, bay hơn 10 thước, khó khăn lắm mới ngừng lại được. Vì Triệu Thanh Thanh không dùng hết sức nên tên này vẫn không bị thương tích gì. Sau khi hắn đứng dậy liền bước tới, nhặt thùng rác lên, lại thu gọn tất cả rác rưởi trên mặt đất, thả từng cái vào thùng rác tương ứng. Triệu Thanh Thanh thấy vậy càng nghi ngờ, sư phụ, rốt cuộc người này có bệnh gì không? Bệnh tương tư chứ gì nữa? Hạ Thiên lười biếng nói. Cái tên nhóc này rất thích Hứa Tiểu Quân kia nhưng lại không dám thổ lộ, cho nên mới một mực âm thầm đi theo bảo vệ. Triệu Thanh Thanh cũng hiểu sơ sơ. Người này đoán chừng là yêu thầm Tiểu Quân đến tận xương rồi, nếu không cũng sẽ không để ý thùng rác bị đổ, chuyện đầu tiên sau khi bỏ dậy chính là đỡ thùng rác lên. Tuyên truyền phân loại rác là chuyện Hứa Tiểu Quân vẫn luôn làm, người này sâu trong lòng không muốn có điểm nào khiến cho Tiểu Quân thất vọng về mình. Nhưng hắn thầm mến Hứa Tiểu Quân thì hình như cũng chẳng có nửa xu quan hệ với chúng ta. Triệu Thanh Thanh lại nghĩ tới một vấn đề khác, tại sao hắn lại nổi sát tâm với chúng ta? Hạ Thiên cười hì hì, chuyện này thì ta biết, bởi vì hai chúng ta được Hứa Tiểu Quân khen ngợi. Chỉ vậy cũng là lý do giết người. Triệu Thanh Thanh cảm thấy tam quan vỡ nát, đúng là một người kỳ lạ. Suy nghĩ của đồ ngốc ai mà hiểu được. Hạ Thiên thờ ơ nói, Thanh Thanh nha đầu, nếu như nàng muốn hiểu rõ thì cứ trực tiếp mang hắn về Thiên Đạo Tổ từ từ nghiên cứu là được. Triệu Thanh Thanh cẩn thận suy nghĩ, không khỏi gật đầu, tư tưởng người này hơi nguy hiểm. Hơn nữa trình độ võ thuật còn không thấp, cần phải uốn nắn, nếu không sẽ thật sự xảy ra chuyện. Bên kia, ánh mắt đờ đẫn của Cam Văn Trạch bỗng nhiên giật giật, một lần nữa phát động công kích về hướng Triệu Thanh Thanh, so với vừa rồi thì tốc độ nhanh hơn không ít, hàn quang trong tay cũng lộ ra hình dạng, là một cái gai nhọn màu bạc. Triệu Thanh Thanh đứng yên không nhúc nhích lạnh lùng nhìn người này, đang muốn ra một đòn bắt hắn lại. Kết quả được nửa đường thì thân hình Cam Văn Trạch hơi chuyển. Lại đánh về phía Hạ Thiên. Quả nhiên đồ ngốc thì hay tự tìm đường chết. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, ung dung tung ra một chưởng. Cam Văn Trạch còn chưa đến gần Hạ Thiên, đã bị một luồng sức mạnh quét trúng mặt, cả người bay ra ngoài như đạn pháo,
bay xa hơn 10 mét, không biết sống chết thế nào. Không chết là tốt rồi. Triệu Thanh Thanh đi qua xem xét một chút, ngay sau đó gọi điện thoại cho thành viên Thiên Đạo Tổ. Hiệu suất làm việc của Thiên Đạo Tổ từ trước đến giờ rất cao, không tới 2 phút đã chạy tới, trực tiếp mang Cam Văn Trạch đang hôn mê đi. Sư phụ, ta muốn tìm Hứa Tiểu Quân tâm sự một chút. Sau khi Triệu Thanh Thanh đưa mắt nhìn đoàn người Thiên Đạo Tổ đi xa, nói với Hạ Thiên, không biết Tiểu Quân có biết chuyện của tên Cam Văn Trạch này không? Không cần tìm, nàng ta đã sớm tới. Hạ Thiên lười biếng nói. Triệu Thanh Thanh dương mắt nhìn, quả nhiên tại ngã tư đường có một bóng người nhỏ nhắn đứng đấy, đang dựa vào đèn đường thở hổn hển. Thanh Thanh tỷ, mới vừa rồi có phải Cam Văn Trạch tới đây không? Thở hổn hển một lát, Hứa Tiểu Quân ôm bụng, từ từ đi tới trước mặt Triệu Thanh Thanh, không khỏi lo lắng hỏi. Ngươi biết hắn muốn đến tìm ta? Triệu Thanh Thanh bình tĩnh hỏi lại. Hứa Tiểu Quân nhíu chặt lông mày, lộ vẻ rối rắm, thật ra thì ta cũng không biết hắn có tới tìm ngươi hay không, nhưng trong lòng cứ có một loại cảm giác không rõ, thật sự không yên lòng, nên mới chạy sang đây xem thử. Triệu Thanh Thanh nhìn Hứa Tiểu Quân, phát hiện nàng đúng là người bình thường, trong lòng không hiểu sao cũng thở phào nhẹ nhõm, nói như vậy ngươi đã sớm cảm nhận được hắn ta không được bình thường rồi sao? Quả thật là có một chút, Hứa Tiểu Quân cuối cũng bình ổn hơi thở. Âm điệu lúc nói chuyện cũng ổn hơn, trước kia từng có mấy lần, ta đi liên hoan với người khác, sau đó lại có người bị thương, khi đó, ta vốn cho là ngoài ý muốn, nhưng sau khi ngẫm kỹ lại hình như mỗi lần hắn đều có mặt ở đó, cho nên. Ngươi biết hắn thích ngươi? Triệu Thanh Thanh lại hỏi. Hứa Tiểu Quân cười khổ, chuyện này không thể không biết. Triệu Thanh Thanh nhìn thẳng vào mắt Hứa Tiểu Quân, vậy ngươi có biết thật ra hắn biết võ công không, hơn nữa còn không kém. Hả, Hứa Tiểu Quân bất ngờ, võ công, Thanh Thanh tỷ, ý ngươi nói là cái loại, võ công như ngươi sao? Đúng, Triệu Thanh Thanh gật đầu. Có chuyện đó sao, Hứa Tiểu Quân mờ mịt, nếu như hắn biết võ công. Vậy sao lúc bọn ta phát tờ rơi, bị người ta khi dễ cũng không thấy hắn ra tay? Triệu Thanh Thanh cười nói, hắn hẳn là hơi tự ti, không dám lộ mặt ở trước mặt ngươi. Nếu như ta không đoán sai. Những người gây làm khó dễ ngươi sau đó khẳng định sẽ bị hắn trả thù. Này, Hứa Tiểu Quân không biết phản ứng thế nào, trong lòng quả thật cũng hơi rối. Mới vừa rồi hắn tập kích ta, đã bị sư phụ của ta đánh ngất xỉu rồi. Triệu Thanh Thanh thản nhiên nói, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không làm gì hắn. Tuy nhiên, hắn quả thật có vấn đề về tâm lý, cần được trị liệu. Được thôi, Hứa Tiểu Quân lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Không có chuyện gì nữa, ngươi trở về đi thôi. Triệu Thanh Thanh vỗ vỗ vai Hứa Tiểu Quân, hay là ta đưa ngươi về, đã trễ như vậy rồi, ngươi là một nàng bé, lại còn xinh đẹp như vậy, một mình trở về thật sự quá nguy hiểm. Hứa Tiểu Quân vội lắc đầu, không cần, để ta gọi xe. Gọi xe cũng không an toàn. Trong đầu Triệu Thanh Thanh hiện lên một loạt tin tức về nữ sinh đại học gọi xe sau đó bị giết. Hứa Tiểu Quân bỗng nhiên nói, thật ra thì ta còn chưa muốn trở về, còn có việc khác cần làm. Việc gì? Triệu Thanh Thanh thuận miệng hỏi. Hạ Thiên bỗng nhiên lại nhíu mày, đưa tay ôm lấy Triệu Thanh Thanh, sau đó nhảy ra xa. Triệu Thanh Thanh theo bản năng túm Hứa Tiểu Quân, cũng kéo nàng bé theo. Tiếp theo, một cái bóng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập lên mặt đất. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, bụi mù văng khắp nơi. Chấn động đến cả màn đêm cũng phải run rẩy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 2279. Ám sát. Lại là bình chữa cháy. Triệu Thanh Thanh nhìn lướt qua mặt đất, xong lại ngẩng đầu nhìn cao ốc xung quanh, từ đâu rớt xuống nhỉ, thật là nguy hiểm. Hứa Tiểu Quân nghĩ mà sợ, vỗ ngực nói, chắc là chuyện ngoài ý muốn. Không đúng, đây không phải là chuyện ngoài ý muốn. Triệu Thanh Thanh chau mày, bình chữa cháy là loại đồ vật một là để cố định trong phòng, hai là nằm trong chốt phòng cháy chữa cháy, trừ phi có người lấy ra, nếu không tuyệt đối sẽ không rớt từ trên lầu xuống. Thanh Thanh tỷ, ý ngươi là có người cố ý lấy bình chữa cháy ra, sau đó ném từ trên lầu xuống. Hứa Tiểu Quân hơi nghi ngờ nói, có người nhàm chán như vậy sao, nhất định là tai nạn rồi. Triệu Thanh Thanh cũng không dám khẳng định. Liên tục đảo mắt nhìn những tòa cao ốc xung quanh, chẳng lẽ thật sự là tai nạn? Này,
mọi người không sao chứ? Lúc này, từ xa có một thanh niên trông như nhân viên bảo vệ chạy tới, vẻ mặt khẩn trương hô lên hỏi đám người Triệu Thanh Thanh, ta là bảo vệ chung cư, nghe động tĩnh lớn nên chạy sang đây xem, quả nhiên lại có đổ rớt xuống rồi. Quanh đây thường xuyên đổ từ trên trời rơi xuống à? Triệu Thanh Thanh nghe nhân viên bảo vệ nói vậy, không khỏi hỏi dồn. Anh bảo vệ trẻ tuổi hơi bối rối gật gật đầu, trong khoảng thời gian gần đây quả thật thường xuyên xảy ra chuyện như vậy, cũng không biết là ai ném. Vậy sao các ngươi không báo cảnh sát? Triệu Thanh Thanh hơi khó hiểu, nếu loại chuyện này phát sinh nhiều lần, hẳn là nên báo cảnh sát điều tra cẩn thận, kẻo thật sự gây thương tích cho người khác. Bởi vì không có ai bị thương, lại thêm mấy hộ gia đình trong chung cư cũng ngại phiền toái, cho nên cũng không coi trọng lắm. Anh bảo vệ trẻ tuổi hơi xấu hổ nói, khiến các vị kinh sợ rồi, thật sự xin lỗi. Hứa Tiểu Quân không hài lòng, vậy các ngươi cũng quá vô trách nhiệm, mới rồi nếu không phải anh rể của ta động tác mau lẹ, kéo chúng ta lùi lại, lần này nói không chừng cũng xảy ra tai nạn chết người rồi, vậy cũng không khiến các ngươi coi trọng sao. Chúng ta cũng đã điều tra rồi, chỉ là điều tra mãi cùng không tìm được là ai làm, cũng không giải quyết được gì. Anh bảo vệ trẻ hiển nhiên cũng là loại người sợ phiền phức, nói tới nói lui cũng chỉ muốn đùn đẩy trách nhiệm, khu chung cư này rất lớn, chúng ta cũng không có cách nào quan sát hết được. Hôm nay phải tìm ra kẻ ném vật này là ai, nếu không sớm muộn cũng sẽ có người bị rơi chúng, đến lúc đó các ngươi muốn khóc cũng không kịp nữa rồi. Hứa Tiểu Quân cau mày, hay là trực tiếp báo cảnh sát luôn? Anh bảo vệ trẻ gật đầu, nhưng vẫn đưa ra một yêu cầu, được rồi, vậy thì báo cảnh sát đi. Nhưng làm phiền các ngươi về phòng bảo vệ chờ trước, cũng thuận tiện cho cảnh sát lấy lời khai. Với nếu tìm được là ai làm, cũng có thể bắt hắn xin lỗi các ngươi. Được, ta đi với ngươi. Hứa Tiểu Quân hết sức phối hợp theo sát sau anh bảo vệ trẻ. Triệu Thanh Thanh cũng rất nhiệt tình, chuyện này thoạt nhìn chỉ là việc nhỏ, thật ra lại liên quan chặt chẽ đến vấn đề an toàn thân thể của cư dân quanh đây. Từ trước đến nay Thanh Thanh luôn thích giúp người. Lúc này hiển nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Chỉ có Hạ Thiên không nhúc nhích, vẻ mặt còn hơi khó chịu. Vị tiên sinh này, ngươi không đi à? Anh bảo vệ trẻ quay đầu lại nhìn Hạ Thiên, ngươi không muốn tìm thủ phạm ném đồ kia sao? Hạ Thiên trợn mắt nhìn anh bảo vệ này, tên ngốc nhà ngươi cảm thấy ta ngu xuẩn giống như ngươi à? Tiên sinh, lời này, ta không hiểu là ý gì? Anh bảo vệ trẻ ngơ ngác. Hoàn toàn không biết vì sao Hạ Thiên lại đột nhiên mở miệng mắng hắn, ta có chỗ nào mạo phạm ngươi sao? Đương nhiên là có, Hạ Thiên gật đầu, chỉ vào bình chữa cháy nổ tung trên mặt đất kia, vật này không phải là do tên ngốc ngươi ném sao? Anh bảo vệ trẻ thấy quá vô lý, không biết nói gì, tiên sinh, ta biết ngươi mới vừa kinh sợ, hiện tại tâm tình rất không tốt. Nhưng ngươi cũng không thể chút giận lên đầu ta chứ, ta chỉ là một bảo vệ. Không phải là siêu nhân toàn năng cái gì cũng biết, không thể tránh khỏi chuyện này được. Anh rể Hạ Thiên, có phải ngươi hiểu lầm gì không? Anh bảo vệ này nghe thấy tiếng ồn liền chạy tới, làm sao ném bình chữa cháy này được? Hứa Tiểu Quân cũng cảm thấy Hạ Thiên cố ý sinh sự, loại chuyện này tuy nói bảo vệ có một chút trách nhiệm, nhưng nói thẳng là người ta làm, thì hơi quá đáng. Hắn ta vốn không phải bảo vệ, hắn chính là sát thủ đặc biệt tới giết ngươi. Hạ Thiên lười biếng nói, chẳng qua không ngờ chất lượng sát thủ dạo này kém vậy, thủ đoạn giết người quá kém không nói, diễn xuất cũng tệ muốn chết. Hứa Tiểu Quân cả kinh trong lòng, mặt tràn đầy hồ nghi, nhưng cước bộ lại lặng lẽ rời bước về hướng Triệu Thanh Thanh. Anh bảo vệ trẻ lúng túng cười nói, vị tiên sinh này, người cứ đùa. Ta không đùa, càng không đùa với kẻ ngốc, Hạ Thiên khó chịu nói. Triệu Thanh Thanh nghe Hạ Thiên nói vậy, lập tức nổi lòng cảnh giác. Lạnh lùng nhìn tên bảo vệ trẻ tuổi này. Làm sao ngươi nhận ra? Lúc này tên bảo vệ cũng lười giả bộ tiếp, tuy vậy vẫn bày ra biểu tình xin thỉnh giáo, ta rõ ràng không có sơ hở gì mới đúng. Cái bình chữa cháy kia là từ trên trời rơi xuống, vừa có tiếng động ta đã tới trước mặt ngươi, làm sao ngươi biết là ta ném? Hạ Thiên bĩu môi, ngươi muốn giết cô ta trực tiếp giết là được rồi, không nên làm nhiều chuyện vô dụng như vậy, còn làm trước mặt ta, không phải muốn ăn đòn sao? Ngươi nói vậy cũng không đúng. Tên bảo vệ lắc đầu, xem thường nói, làm sát thủ là một môn nghệ thuật, phải từ từ quan sát, thiết kế tinh tế, cuối cùng giết người trong vô hình, mà không phải giống như mấy tên thô lỗ, tấn công trực diện chính là sỉ nhục, như vậy không có cảm giác nghệ thuật.
Triệu Thanh Thanh khinh thường nói, cái người gọi là cảm giác nghệ thuật chính là từ trên cao ném bình chữa cháy xuống à? Chương 2280, độc soái. Vậy là ngươi đã hiểu. Tên bảo vệ trẻ cười cười, chỉ vào Hứa Tiểu Quân nói, loại nữ sinh trẻ giống như cô ta, nếu như muốn giết, thực sự quá dễ dàng, chẳng có cảm giác thành tựu nào. Trải qua quan sát, ta phát hiện cô nàng này thường xuyên phát tờ rơi quanh đây, vừa hay lúc này chung cư thường xuyên có người từ trên lầu cao ném rác xuống, cho nên mới thiết kế như vậy. Nếu như không có hai người các ngươi, hiện tại cô ta đã bị đè chết rồi, đến lúc đó cũng kết án là do tai nạn, ta cũng không phí sức, như vậy chẳng lẽ không đủ nghệ thuật. Nói nhảm nhiều quá, Hạ Thiên khinh thường, vô dụng thì là vô dụng, đừng tìm cớ nhiều như vậy. Bỏ đi, có nói cũng không thông. Anh bảo vệ trẻ thở dài, nếu ngươi giả bộ hồ đồ thì thật tốt, như vậy ta còn có thể tha mạng cho ngươi. Hiện tại thật khó xử, khiến ta không thể không giết các ngươi. Triệu Thanh Thanh nhìn không được cười phá lên, thật muốn hỏi ngươi làm sát thủ đã bao lâu rồi, có biết hắn là ai hay không vậy? Hắn là ai, thì liên quan gì tới ta? Anh bảo vệ trẻ cười ha hả, các ngươi đã thành chướng ngại ngăn ta hoàn thành nhiệm vụ, dù thế nào đi nữa ta cũng phải thanh trừ. Tuy nhiên để bảo toàn cảm xúc nghệ thuật, ta sẽ cho các ngươi chạy trước 10 phút. Nghệ thuật cái đầu quỷ nhà ngươi, cút sang một bên đi. Triệu Thanh Thanh có chút không nhìn được, trực tiếp tung một cước đạp tới, vốn đang có việc phải làm, kết quả lại gặp phải tên sát thủ như vậy. Tên bảo vệ trẻ nhìn theo cái chân Triệu Thanh Thanh đạp qua, thở dài lắc đầu, thật là quá thô bạo, cú đá không hề mỹ cảm, loại trình độ này căn bản không tới. Á! Lời còn chưa nói hết, người đã bay ra ngoài, trong nháy mắt liền không thấy nữa. Thanh Thanh tỷ, người cũng quá mạnh. Chân rồi, Hứa Tiểu Quân nhìn đến ngây người, một cước này mạnh cỡ nào, ngay cả người cũng đạp cho bay xa như vậy. Triệu Thanh Thanh cảm thấy hơi tò mò đối với vị em họ bạn thân này, hỏi, ngươi chọc tới phiền toái gì, mà vừa có hộ vệ âm thầm bảo vệ ngươi, lại có sát thủ muốn ám sát ngươi. Cái này, ta cũng không biết, Hứa Tiểu Quân ngơ ngác, cái gì ta cũng không làm mà, bình thường đi học xong là về ký túc xá. Mấy ngày qua cũng là thừa dịp có ngày nghỉ, ra ngoài làm hoạt động tình nguyện. Vậy thì chỉ mong là sát thủ tìm lộn người. Triệu Thanh Thanh nhìn nét mặt của Tiểu Quân không giống giả bộ, lại cảm thấy dù sao quan hệ cũng không quá thân thiết, cũng không nên gặng hỏi quá đáng, nói vậy thì biết vậy thôi. Vèo, vèo, vèo. Lúc này, mười mấy điểm hàn quang bỗng dưng từ đằng xa bắn nhanh đến, sau khi rơi xuống đất lập tức nổ bung ra làn sương màu hồng, bao phủ cả ba người Hạ Thiên trong đó. Mẹ kiếp, cú đá này thật nặng, thiếu chút nữa là thật sự cho ta đi gặp Diêm Vương rồi đó. Anh bảo vệ trẻ một thân chật vật đi trở về, hung hăng nhìn Triệu Thanh Thanh chằm chằm, vốn còn muốn để các ngươi chết được toàn thây, bây giờ nhìn lại thấy các ngươi không xứng, vậy hãy để cho các ngươi trực tiếp bốc hơi khỏi nhân gian là được. Làn xương này hình như có độc, Hứa Tiểu Quân mới vừa ngửi được một mùi thơm quái dị, tiếp theo đã trực tiếp ngã xuống đất ngất đi, quần áo trên người và đầu tóc chậm rãi bị ăn mòn trong làn xương. Triệu Thanh Thanh quay đầu nói với Hạ Thiên, sư phụ, người có thể cứu Tiểu Quân được không? Phiền toái cũng là do cô ta gây ra, tại sao phải cứu cô ta? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, hiển nhiên cũng không có thiện cảm gì với Hứa Tiểu Quân. Triệu Thanh Thanh kéo cánh tay Hạ Thiên, hiếm khi làm nũng nói, sư phụ, người cứu nàng ấy đi. Dù sao nàng ấy cũng là em gái bạn thân ta cũng không thể thấy chết mà không cứu. Vậy được rồi, đối với yêu cầu mà nữ nhân của mình nêu ra, từ trước tới nay Hạ Thiên luôn đáp ứng, về phần có gây nên hậu quả gì, căn bản không nằm trong tầm suy nghĩ của hắn, cho dù thật sự dẫn đến chuyện gì không tốt, hắn cũng có thể dễ dàng giải quyết. Các ngươi vẫn còn tỉnh sao, trong giới sát thủ ta được xưng là độc soái, công phu dùng độc có thể nói là độc bộ thiên hạ. Khói độc ta chế luyện cũng không phải là xương độc bình thường, chỉ cần hít vào một chút thôi, cả người sẽ từ từ bị ăn mòn, cuối cùng biến thành một bãi nước màu hồng. Tên bảo vệ trẻ cười cười, không khỏi kiêu ngạo nói, loại xương độc này, trên thế giới trừ ta ra, không ai có thể phân tích được. Khói độc của loại người như ngươi, thật sự chỉ là trò trẻ con, ta cũng không có hứng thú đi phân tích. Hạ Thiên thờ ơ châm cho Hứa Tiểu Quân một châm, loè loẹt, không có một chút tác dụng thực tế, ngươi quả thực đã làm mất mặt hai nghề sát thủ và độc y, nên đi chết đi.
nói dóc mà không biết ngượng. Trong giọng nói tên bảo vệ lộ ra cơn tức giận khi bị coi thường, tiện tay bung phấn độc ra đầy trời, vậy hãy để cho ngươi nếm thử khói độc của ta. Quái! Lời còn chưa nói hết, ngân châm của Hạ Thiên đã đâm vào ót hắn. Ngươi thích khói độc như vậy, vậy tên ngốc nhà ngươi cứ chậm chậm mà hưởng thụ đi. Hạ Thiên thu hồi ngân châm, một cước đạp tên sát thủ vào trong làn khói độc chính hắn tung ra, chẳng thèm lãng phí thời gian với người này nữa. Ngươi rốt cuộc là, sát thủ kia phát hiện mình không nhúc nhích được, hơn nữa thuốc giải độc trong thân thể trước đó đã chuẩn bị xong cũng bỗng nhiên mất tác dụng. Lúc này, xương độc chính hắn ném ra lúc trước đã bao phủ lấy hắn, lạnh lẽo từ từ thấm vào làn da của hắn, cảm giác tử vong từng chút nhích tới gần hắn, nhưng hắn không có cách nào đào thoát. Hắn hối hận, lẽ ra không nên nhận nhiệm vụ này, tối nay cũng không nên ra tay, hoặc là nếu ra tay hẳn là nên gọn gàng dứt khoát, mà không phải theo đuổi cái gọi là nghệ thuật, đáng tiếc trên thế giới không có bán thuốc hối hận. Hạ Thiên không có hứng thú với di ngôn khi lâm chung của một tên sát thủ ngu ngốc, trực tiếp mang theo Triệu Thanh Thanh rời đi, mà Triệu Thanh Thanh thuận tay mang Hứa Tiểu Quân về Triệu gia. Chương 2281, điện thoại của Y Tiểu Âm. Rạng sáng ngày hôm sau, Hứa Kiều Na liền đi đến Triệu gia, đón Hứa Tiểu Quân đi. Đối với bí mật hai chị em này giấu giếm, Triệu Thanh Thanh cũng không có hỏi nhiều, Thanh Thanh cảm thấy nếu như các cô muốn nói thì sớm muộn gì cũng sẽ nói, nếu các cô đã không mở miệng, như vậy nghĩa là vẫn chưa tới lúc. Nếu như các cô đã không muốn nói, thì dù hỏi thế nào cũng sẽ không nhận được đáp án mình muốn. Triệu Thanh Thanh mặc dù thẳng tính, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không biết cách đối nhân xử thế, chẳng qua là không thích chơi trò quanh co lòng vòng, thành thật thẳng thắn vẫn phù hợp với tính cách của cô ấy hơn. Có đôi khi để duy trì tình nghĩa bạn bè, người phải học cách giả bộ hồ đồ. Triệu Thanh Thanh đi làm như thường lệ, sáng sớm đã phải đi tới Thiên Đạo Tổ, gần đây hơi nhiều chuyện xảy ra, hoặc có thể nói là mấy người kỳ quái ngày càng nhiều, quan trên không tiện xử lý, nên căn bản đều chuyển giao cho Thiên Đạo Tổ, khiến cho cô hơi bận rộn. Hạ Thiên lại không cho là đúng, cảm thấy loại chuyện này hoàn toàn không cần để ý tới, đi chơi với hắn mới là chuyện quan trọng nhất. Rất nhiều chuyện Triệu Thanh Thanh nghe lời Hạ Thiên, nhưng nàng cũng không muốn biến thành một người phụ nữ chuyện gì cũng không làm, cả ngày cùng Hạ Thiên ăn chơi nhảy múa, nếu nàng đã tiếp nhận Thiên Đạo Tổ, thì nàng thật sự muốn làm ra một số thành tích, cốt yếu là không muốn thua những người phụ nữ khác của Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không bắt buộc Triệu Thanh Thanh nhất định phải ngày ngày ở bên hắn, chẳng qua là cảm thấy ở kinh đô chẳng còn gì thú vị, xem ra đã đến lúc trở về Giang Hải rồi, cũng không biết vợ YY, vợ Tiểu Y với muội muội chân dài đã trở về Giang Hải hay chưa. Ngay vào lúc này, điện thoại Hạ Thiên reo vang, vừa nhìn số điện thoại và ghi chú, hắn hưng phấn đến nhảy lên. Vợ Y Y, rốt cuộc ngươi cũng gọi điện thoại cho ta, có phải ngươi nhớ tới ta rồi không? Hạ Thiên cười hì hì, reo lên với điện thoại di động. Đầu bên kia đầu tiên im lặng vài giây đồng hồ, tiếp theo vang lên một giọng nói hơi lạnh nhạt, bây giờ ngươi đang ở đâu? Ta đang ở Kinh Đô, ở chỗ nhà đầu Thanh Thanh. Hạ Thiên tùy ý trả lời, tiếp đó lại cao hứng nói, vợ Y Y, ngươi muốn tới Kinh Đô à? Không phải. Y Tiểu Âm lạnh nhạt nói, mấy ngày hôm trước, có phải có một nữ nhân tên Ứng Hiểu Nguyệt đi tìm ngươi không? Hạ Thiên chậm rãi hồi đáp, đúng là có chuyện như vậy, cô ta giả mạo Thạch Thuần tới đây thử dò xét ta, còn nói ngươi mang tinh thần liều chết đi tổng bộ Âm Y Môn, rồi sau đó ta liền đánh ả một trận. Y Tiểu Âm im lặng, cũng không biết là bất mãn vì Hạ Thiên đánh người, hay là sinh lòng nghi ngờ đối với chuyện Ứng Hiểu Nguyệt tìm đến Hạ Thiên. Vợ Y Y à, người đang ở đâu rồi, sẽ không thật sự đi tổng bộ Âm Y Môn đấy chứ? Hạ Thiên không nghe thấy giọng Y Tiểu Âm, cho nên nói tiếp, thật ra thì nếu ngươi muốn, hẳn là nên kêu ta đi cùng. Nếu âm hậu lại dám có ý đồ gì với ngươi, ta liền trực tiếp khiến ả biến mất khỏi nhân gian là được. Ngươi muốn tới hỗ trợ cũng được, nhưng toàn bộ hành trình phải nghe lời ta. Y Tiểu Âm suy tính một lát, trịnh trọng nói, nếu không, sau này ngươi đừng mong gặp lại ta nữa. Hạ Thiên bĩu môi, vợ Y Y, lời này của ngươi không đúng, có lúc nào ta không nghe lời ngươi chứ? Từ trước đến giờ ta rất nghe lời vợ, chuyện này ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ta không rõ lắm, cũng không muốn rõ. Y Tiểu Âm thừa biết Hạ Thiên có cái miệng ba hoa, cho nên tự động loại bỏ những thông tin vô dụng Hạ Thiên lại nhảy đi,
bớt nói những lời vô nghĩa đi, ngươi chỉ cần đồng ý là được. Được, dĩ nhiên là ta đồng ý. Mặc dù Hạ Thiên hơi thất vọng, nhưng vẫn sảng khoái gật đầu, vợ y y ơi, bây giờ nàng có thể nói cho ta biết, nàng đang ở đâu rồi chứ? Bây giờ chưa nói cho ngươi được. Y Tiểu Âm thản nhiên nói, hai ngày này Ứng Hiểu Nguyệt có thể sẽ liên lạc lại với ngươi, ngươi đi cùng cô ta là được, đến lúc đó ta sẽ tìm cơ hội gặp mặt. Hạ Thiên mất hứng nói, vợ yêu y y à, không cần thiết làm nhiều chuyện như vậy đâu. Nàng nói thẳng chỗ nàng ở, ta đến tìm nàng là được. Có ta ở đây, nàng không cần cố kỵ điều gì, người dám tìm nàng làm phiền cứ giao cho ta giải quyết. Nhanh như vậy ngươi đã quên mới vừa rồi đồng ý chuyện gì với ta à? Y Tiểu Âm chỉ nhàn nhạt trả lời. Vợ y y, chuyện ta đáp ứng nàng làm sao có thể có quên được, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết phải làm vậy thôi. Dĩ nhiên là Hạ Thiên chưa quên, chẳng qua chỉ cảm thấy tính tình cô vợ y y này thật đúng là mười mấy năm cũng không thay đổi, nếu thật sự lo lắng về ả âm hậu gì đó, cứ trực tiếp giết chết không được sao, cần gì phải phiền toái như vậy chứ. Y Tiểu Âm không giải thích nhiều, chỉ nói có cần thiết hay không, chuyện này ngươi không đánh giá được. Có một số việc, cũng không đơn giản như trong tưởng tượng của ngươi, cũng không phải ai cũng có thể sống mà không cần cố kỵ điều gì giống ngươi. Vợ y y, nàng là vợ của ta, nếu như ta sống không cần kiêng kỵ, vậy nàng khẳng định cũng có thể mà. Hạ Thiên thản nhiên nói. Đúng là nước đổ đầu vịt, Y Tiểu Âm quyết đoán không giải thích nữa, ngươi cứ làm theo lời ta là được. Hạ Thiên nghe thấy Y Tiểu Âm có ý cúp điện thoại, lập tức nói, vợ y y, vậy ta giúp nàng lần này, có phần thưởng gì không? Cạch, không có gì bất ngờ, điện thoại dập máy. Chương 2282, chủ nhân của Thiên Cung. Vợ yêu y y vẫn đáng đánh đòn như vậy, nhưng nể mặt nàng chủ động gọi điện thoại cho ta, lần này tha CSO Ninh. Hạ Thiên hơi mất hứng, sau đó lại nhanh chóng cao hứng, dù sao số lần Y Tiểu Âm chủ động gọi điện cho hắn thật sự quá ít ỏi. Hạ Thiên đang muốn liên lạc với Ứng Hiểu Nguyệt, thúc giục nàng ta xuất phát ngay bây giờ để hắn được nhìn thấy vợ y y sớm một chút. Kết quả phát hiện mình cũng không lưu số liên lạc của Ứng Hiểu Nguyệt, không thể làm gì khác đành phải nói vào điện thoại di động, bé ngoan, ngươi lập tức gọi cho Ứng Hiểu Nguyệt đi. Điện thoại di động không trả lời, bé ngoan cũng vô dụng rồi. Hạ Thiên ngáp một cái, lười biếng nói, được rồi, ta tự đi tìm là được chứ gì. Nói xong, thân hình chợt lóe, biến mất như quỷ mị, tiếp theo dùng tốc độ như tia chớp du tẩu khắp Kinh Đô. Kinh Đô, tại cứ điểm bí mật nào đó của Thiên Cung. Nam Cửu, Nam Thập Nhất, các ngươi chuẩn bị tới đâu rồi? Ứng Hiểu Nguyệt mặc quần áo mát mẻ, nghiêng người tựa trên giường, đôi chân dài thẳng tắp mê người đặt ở cuối giường. Cách giường không xa có hai người đàn ông trẻ tuổi đang quỳ, vẻ mặt cung kính, thậm chí không dám ngẩng đầu. Thưa Phó Môn Chủ, qua mấy ngày tính toán, đã gần như tính ra rồi. Một người đàn ông trên người mặc quần áo thêu số 9 cung kính hồi đáp, chỉ cần cho chúng ta thêm thời gian 2 ngày, nhất định sẽ có kết quả. Cho thêm 2 ngày. Đôi mi thanh tú của Ứng Hiểu Nguyệt nhíu lại, đến lúc đó cháo hành cũng nguội hết rồi, còn cần các ngươi làm gì? Nam Thập Nhất lập tức dập đầu nói, bẩm Phó Môn Chủ, thật sự là trận pháp xung quanh đảo Sương Nguyệt quá mức phức tạp, chúng ta lại không biết mắt trận ở đâu, nếu chỉ tính toán theo số liệu cũ, thật sự cần chút thời gian. Bốp, thân hình Ứng Hiểu Nguyệt vọt lên không trung, yêu nhã lộn hai vòng, chân ngọc nhấc lên liền đá Nam Thập Nhất ra khỏi phòng. Phế vật, nếu biết mắt trận, còn cần các ngươi tính toán cái rắm gì, ta không biết trực tiếp định vị sao. Ứng Hiểu Nguyệt mặt đầy sát khí, lạnh lùng nói, ta cho các ngươi nhiều nhất một ngày, nếu như tính không ra thì các ngươi đi chết đi cho ta. Dạ, Nam Cửu cũng không dám đi đỡ Nam Thập Nhất, sau khi dập đầu liên tiếp mấy cái, cúi người rút lui khỏi phòng. Chậc chậc chậc, tính tình Phó Môn Chủ vẫn nóng nảy như vậy. Trong phòng bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông cao lớn, hắn ta giữ lại đầu tóc rối bời xóa tung nhưng trên người lại mặc tăng bào màu vàng. Đa đại sư, cuối cùng ngươi cũng tới, còn tưởng rằng ngươi thả chim bồ câu của ta đi mất rồi. Ứng Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng xoay người lại, mỉm cười đối diện với người đàn ông cao lớn kia. Ứng Phó Môn Chủ cho gọi. Đa Minh Quang làm sao dám không đến. Người đàn ông cao lớn ngồi xếp bằng bên giường, những người khác còn chưa tới sao? Ứng Hiểu Nguyệt lạnh nhạt trả lời,
8 người mới có 3 người tới, chính là ngươi, Tô Mộng Lệ, còn có Tiêu Khí Tật. Vậy cũng đủ rồi. Người đàn ông cao lớn cười ha hả, dù âm hậu lợi hại thế nào, cũng đã là một bà già hơn 100 tuổi, tuổi cao khí suy. Nếu như không phải bà ta núp ở đảo Sương Nguyệt không ra, sớm đã bị người ta giải quyết rồi. Không nên khinh địch đâu, hơn nữa, chuyến này uy hiếp của chúng ta cũng không chỉ có âm hậu. Ứng Hiểu Nguyệt cau mày, không khỏi sầu lo, ta hiện tại cũng bận tâm đến một chuyện khác, có lẽ chúng ta không nên kéo Y Tiểu Âm vào. Lời này không giống như là phong cách của ngươi. Người đàn ông cao lớn trêu tức, trước kia ngươi vô cùng ghen tị với Y Tiểu Âm, ước gì cô ta chết đi, tại sao bây giờ lại mềm lòng? Không phải là mềm lòng, ta cũng không sợ Y Tiểu Âm, cũng có cách xử lý cô ta. Ứng Hiểu Nguyệt nghĩ tới tin tức về một người liên quan đến Y Tiểu Âm, nhưng tên Hạ Thiên này sâu không lường được, lần trước ta đối mặt với hắn, gần như không hề có sức chống đỡ, điểm này khiến ta rất lo lắng. Hạ Thiên, tên tiểu quỷ 12 năm trước làm mưa làm gió ở Kinh Đô. Mặt người đàn ông cao lớn đầy vẻ coi khinh, rất là xem thường nói, nếu như không phải khi đó thiên cung của chúng ta chủ yếu hoạt động ở nước ngoài, ở quốc nội không có căn cơ gì thì loại tôm tép nhãi nhép giống như hắn, giết dễ dàng như bóp chết một con kiến. Ứng Hiểu Nguyệt lạnh lùng nói, tốt nhất ngươi không nên xem thường hắn, năm đó không biết có bao nhiêu cao thủ thua trên tay hắn. Vậy thì sao? Người đàn ông cao lớn cười nhạo, thiên cung chúng ta không thiếu nhất chính là cao thủ, hắn có thể đánh thắng 10, chúng ta có 100. Hắn có thể đánh thắng 100, chúng ta có 1 vạn. Cho dù hắn là Tề Thiên Đại Thánh từ trên trời xuống đây, thiên cung chúng ta cũng có Phật Tổ Như Lai đánh hắn về nguyên hình con khỉ. Ứng Hiểu Nguyệt nhớ tới chủ nhân thiên cung, không tự chủ được run lên, đây chính là một sự tồn tại vô cùng đáng sợ, quả thực đã thoát khỏi giới hạn của con người, nếu như hắn có thể ra tay, 100-1000 Hạ Thiên cũng không thành vấn đề. Hai người các ngươi muốn ăn đòn đúng không, lại dám ví ta với khỉ. Lúc này, trong phòng đột ngột vang lên một giọng nói lười biếng, giọng nói cho thấy chủ nhân đang rất không thoải mái. Ứng Hiểu Nguyệt nghe thấy giọng nói này, thiếu chút nữa bị dọa sợ đến mất khống chế. Ai đó, ra đây cho ta. Người đàn ông cao lớn cũng dùng mình, nhanh chóng bày ra tư thế phòng bị, ngưng thần ngó chừng bốn phía, bỗng dưng đưa tay chộp vào hư không. Người đàn ông cao lớn giống như bị một ngọn núi đè trên lưng, rơi thẳng xuống sàn nhà, cũng không động đậy được nữa. Chính là tên đần ngươi mới vừa so sánh ta với khỉ đúng không? Lúc này, Hạ Thiên rốt cuộc cũng xuất hiện, một chân còn dẫm trên lưng người đàn ông cao lớn kia, lười biếng nói, Phật Tổ Như Lai ngươi nói đâu, gọi ra cho ta xem thử. Chương 2283, không phá giải được trận pháp. Ứng Hiểu Nguyệt trợn mắt há hốc mồm, vô cùng hoảng sợ hỏi, ngươi, làm sao ngươi tìm được chỗ này? Cứ điểm bí mật này của bọn họ, trừ cao tầng tổ chức thiên cung ra, căn bản là không có ai biết. Cô tự tin như vậy là vì ngay cả tổ chức đặc công xuất sắc nhất thế giới cũng tuyệt đối không phát hiện được nơi này. Nhưng hiện tại Hạ Thiên không một tiếng động đã mò tới đây, còn không bị ai phát hiện. Cái chỗ tồi tàn của các ngươi, ta tìm đại là ra ấy mà. Hạ Thiên tùy ý nói, lời này cũng không sai, hắn chỉ dùng tốc độ cực nhanh thám thích mọi ngóc ngách cả cái kinh đô, cuối cùng tìm được chỗ bí mật này. Ứng Hiểu Nguyệt nghiêm mặt. Nàng ta cũng không tin Hạ Thiên chỉ cần tìm đại là ra, cô thà tin là có người tiết lộ địa chỉ cho Hạ Thiên, thế nhưng đó là ai chứ? Ta không rảnh chơi trò suy đoán với ngươi. Hạ Thiên liếc thấy Ứng Hiểu Nguyệt đang hoài nghi, nhưng hắn lười lãng phí thời gian với nàng ta, đi thẳng vào vấn đề nói các ngươi tìm được tổng bộ của âm y môn kia chưa? Ứng Hiểu Nguyệt còn chưa kịp trả lời, thân thể người đàn ông cao lớn bị Hạ Thiên giẫm dưới chân bỗng nhiên mềm nhũn ra, giống như hóa thành một vũng nước. Trốn thoát từ dưới chân Hạ Thiên. Ngươi chính là Hạ Thiên. Sau khi người đàn ông cao lớn khôi phục thân thể, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên lười biếng liếc người này, không khỏi ngáp một cái, đồ ngốc ngươi quá yếu, căn bản đánh không lại ta, tốt hơn là gọi Phật Tổ Như Lai như lời ngươi nói ra đi. Đánh có thắng được hay không, phải thử qua mới biết được. Người đàn ông cao lớn hừ lạnh, siết chặt quả đấm. Ngươi không cho là mới vừa rồi ngươi đánh lén thành công, là có thể đánh thắng ta đấy chứ? Ngu ngốc, Hạ Thiên bĩu môi, lười đôi co với hắn. Nếm thử một quyền của ta trước đi. Người đàn ông cao lớn quát khẽ một tiếng,
bỗng dưng da thịt cả người phồng lên, xương cũng phát ra tiếng kêu răng rắc, so với mới vừa rồi thì thân thể không ngừng lớn lên, trông cũng có dáng dấp của cự linh thần, nắm đấm còn lớn hơn đầu Hạ Thiên. Một quyền như núi băng, cương mãnh vô cùng, mang theo tiếng xé gió bay về hướng Hạ Thiên. Nhìn điệu bộ này, dường như hắn muốn một quyền đập Hạ Thiên thành thịt vụn. Lại là loại chiêu thức chỉ được cái mã ngoài này. Hạ Thiên lắc đầu, đưa tay tùy ý tung ra một chưởng. Chát, sau một tiếng vang nhỏ, quả đấm thế lớn lực trầm cứ như vậy bị gạt đi, hóa giải trong vô hình. Người đàn ông cao lớn giật mình sững sờ tại chỗ, sao có thể như vậy? Không có gì là không thể, do kiến thức đồ ngốc người quá ít thôi. Hạ Thiên tùy ý trả lời, tiếp đó tung một cước đạp hắn bay ra ngoài. Ứng Hiểu Nguyệt im lặng nhìn một màn này, sự kiêng kỵ đối với Hạ Thiên trong lòng càng tăng thêm mấy phần, chẳng qua là trên mặt không dám biểu lộ, vẫn duy trì nụ cười quen thuộc. Hạ Thiên, không biết người cố ý đến một chuyến là có việc gì cần sao? Không phải ta mới vừa nói sao? Hạ Thiên bất mãn trợn mắt nhìn Ứng Hiểu Nguyệt, rốt cuộc lúc nào các ngươi lên đường đi tìm âm hậu gì đó? Là như vậy, mặt Ứng Hiểu Nguyệt lộ vẻ sầu khổ, không khỏi oán trách, chúng ta cũng muốn nhanh chóng lên đường lắm, chẳng qua vẫn chưa phá giải được vị trí tổng bộ âm y môn, không biết mục tiêu ở đâu, làm sao lên đường được. Hạ Thiên khinh bỉ nói, vậy các ngươi quá phế vật rồi đó. Nếu trận pháp trên đảo Sương Nguyệt dễ dàng phá giải như vậy, âm y môn này sớm đã bị người ta diệt môn vô số lần. Ứng Hiểu Nguyệt thở dài, Hạ Thiên, ta biết ngươi quan tâm an nguy của y tiểu âm, nhưng chuyện này thật sự không thể nóng vội, ngươi cho ta thêm thời gian 2 ngày, có được không? Không được, lập tức lên đường cho ta. Hiển nhiên, Hạ Thiên không lo lắng cho an nguy của y tiểu âm, bởi vì hắn biết y tiểu âm không có bất kỳ chuyện gì, chẳng qua là cảm thấy ở kinh đô quá nhàm chán, muốn nhìn thấy y tiểu âm sớm một chút thôi. Chuyện này ta thật sự làm không được, ngươi có giết chúng ta cũng chịu thôi. Ứng Hiểu Nguyệt lắc đầu, bày ra bộ dạng ngươi ép ta cũng không có tác dụng gì, cho dù ngươi rất lợi hại, nhưng làm ơn nói đạo lý một chút đi, chưa tìm được mục tiêu đã tùy tiện lên đường, như vậy chẳng những không thể tiết kiệm thời gian, ngược lại còn dễ gặp phải nguy hiểm, thứ cho ta khó có thể tuân lời. Hạ Thiên lười biếng ngáp, vậy ta còn cần các ngươi làm gì, ngay cả chút chuyện nhỏ cũng làm không xong. Nếu như ngươi có thể giúp chúng ta tính ra vị trí mắt trận, vậy chúng ta lập tức có thể biết vị trí đảo Sương Nguyệt, lập tức xuất phát cũng không phải là không thể. Ứng Hiểu Nguyệt nghĩ đến sự lợi hại của Hạ Thiên, ý nghĩ xoay chuyển, không biết có thể lợi dụng Hạ Thiên làm việc cho cô nàng hay không. Nói xong, Ứng Hiểu Nguyệt vẫy vẫy tay, để cho Nam Cửu mang hết những tài liệu hình vẽ phức tạp vào. Tất cả tài liệu có liên quan tới tổng bộ âm y môn tại đảo Sương Nguyệt đều ở đây rồi. Ứng Hiểu Nguyệt nhìn sắc mặt Hạ Thiên, mới nói tiếp, đảo Sương Nguyệt vẫn được một trận pháp khổng lồ bao phủ, cho dù là vệ tinh cũng tìm không ra, chỉ cần phá giải trận pháp mới biết địa điểm chân chính ở đâu. Từ ngày ta thoát khỏi âm y môn, ta liền để chuyên gia trận pháp và chuyên gia địa lý nổi tiếng trong ngoài nước tiến hành nghiên cứu, đã nhiều năm như vậy cũng chỉ tính ra được phương thức mắt trận di động, tìm được mắt trận thì vị trí đảo Sương Nguyệt tự nhiên cũng rõ ràng. Cho nên mới nói các ngươi là đồ ngốc. Hạ Thiên nhìn lướt qua những tài liệu này, mất hết hứng thú, khinh thường nói, đây căn bản không phải trận pháp, cũng không tồn tại mắt trận gì đó, cho dù các ngươi nghiên cứu ra được cũng không có tác dụng gì. Chương 2284, liên hợp theo nhu cầu, sau đó trở mặt trừ khử. Ứng Hiểu Nguyệt sửng sốt, nửa tin nửa ngờ nhìn Hạ Thiên, lời này của ngươi là ý gì? Có nói ngươi cũng không hiểu. Hạ Thiên không có lòng kiên nhẫn với Ứng Hiểu Nguyệt. Dù sao cô nàng cũng không phải là người phụ nữ của hắn, ngoại hình cũng không đủ xinh đẹp, tóm lại, ta cho các ngươi thời gian 1 ngày. Nếu vẫn tìm không ra cái đảo nát kia, thì các ngươi đúng là vô dụng. Hạ Thiên vốn định trực tiếp giết hết lũ ngốc này, nhưng nhớ tới lời vợ y y dặn hắn đi theo những người này, cho nên rộng lượng quyết định giữ mạng cho bọn họ. Trong vòng 1 ngày, nhất định sẽ có kết quả. Trong lòng Ứng Hiểu Nguyệt còn đang rối rắm với mấy lời Hạ Thiên nói vừa rồi. Mặt lại mỉm cười. Điện thoại Hạ Thiên bỗng nhận được một tin nhắn, hắn mở ra nhìn lướt qua, trong nháy mắt đã biến mất không thấy. Ứng Hiểu Nguyệt đứng im không nhúc nhích, cũng không phát ra bất kỳ âm thanh gì, ánh mắt hồ nghi nhìn 4 phía gian phòng. Môn chủ, người nọ chắc là đi rồi nhỉ? Nam Cửu nhỏ giọng hỏi. Đi hay chưa cũng không quan trọng,
mau mau đi phá giải trận pháp, nếu ngày mai vẫn không có kết quả, ta sẽ đập chết ngươi. Ứng Hiểu Nguyệt lạnh lùng nói. Nam Cửu bị dọa đến cả người run lên, cẩn thận mang những tư liệu kia đi, trong lòng thầm nghĩ nhất định phải ra sức thúc giục những chuyên gia trận pháp với chuyên gia địa lý kia. Ái chà chà, ứng phó môn chủ, hình như ngươi trêu phải một sát tinh rồi. Trong phòng vang lên giọng nói của một người phụ nữ khác, trong giọng nói vừa có ý khiển trách vừa có ý đùa cợt. Ứng Hiểu Nguyệt nghe thấy giọng nói này, sắc mặt liền trầm xuống, Tô Mộng Lệ, nếu ngươi đã sớm tới, mới vừa rồi tại sao không ra tay? Một cây rủ giấy bỗng nhiên từ ngoài cửa nhẹ nhàng bay vào, sau khi quanh quẩn vài vòng giữa không trung, mới dừng trên người một cô gái trẻ mặc váy dài hai màu đỏ xanh. Người nọ hung thần ác sát, hơn nữa còn cường đại như thế, ta không dám trêu vào đâu. Cô gái cười khanh khách, cả tần khí tật cũng không ra tay, vậy mới lạ đó, không phải ngươi là một phần tử hiếu chiến cực đoan à? Lời vừa rơi xuống, một người thanh niên to con mang đa đại sư đang ngất xỉu đi vào. Người thanh niên hắng giọng nói, tuy ta hiếu chiến, nhưng cũng không ham mấy trận chưa đánh đã biết thua. Tiểu tử kia một cước đã có thể đánh ngất Đa Minh Quang, thực lực sâu không lường được, ta không muốn tự chuốc khổ. Nói trắng ra là tránh nặng tìm nhẹ chứ gì. Cô gái váy dài che miệng cười khẽ, vẻ mặt đầy châm chọc. Người thanh niên hoàn toàn không để ý, khoát tay áo nói, người muốn nói thế nào cũng được, phép khích tướng vô dụng với ta. Tình hình mới vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy đó, thực lực Hạ Thiên không biết đã đến mức nào. Ứng Hiểu Nguyệt nhướng mày, không khỏi sầu lo hỏi, chẳng lẽ các ngươi liên thủ cũng đánh không lại hắn? Đánh thì nhất định là đánh không lại rồi, có điều. Cô gái mặc váy dài cười dừng câu chuyện lại, liếc nhìn Ứng Hiểu Nguyệt, tại sao ứng phó môn chủ nhất định phải đối phó tiểu ca ca mới rồi vậy? Mặc dù hắn trông khá bình thường, nhưng sức hấp dẫn không tầm thường đâu. Ứng Hiểu Nguyệt liếc cô gái váy dài, tức giận nói, bớt đong đưa đi, mắt chọn phụ nữ của Hạ Thiên rất khắt khe đó, ta còn không vào được mắt hắn, chớ nói chi là ngươi. Ứng phó môn chủ, lời này của ngươi sao ta nghe có mùi ghen tị vậy? Cô gái váy dài hơi bực, nhưng ngoài miệng vẫn cười, trêu chọc nói, ta chẳng qua chỉ thuận miệng nói vậy thôi, tiêu chuẩn của ta cũng rất cao, hắn cũng không phải là gu của ta. Tốt nhất đừng làm chuyện vô ích. Ứng Hiểu Nguyệt trịnh trọng cảnh cáo, lần hành động này của chúng ta mục tiêu tối thượng là đánh chết Âm Hậu, giành lấy quyền truyền thừa chí cao của Âm Y Môn, bất cứ chuyện gì khác cũng không thể ngăn cản mục tiêu này. Thanh niên kia không hiểu lắm, vậy ngươi tội gì đi chọc vào cái tên sát tinh kia? Không phải ta muốn chọc hắn, mà là thử dò xét. Ứng Hiểu Nguyệt lạnh lùng nói, Hạ Thiên mặc dù lợi hại, nhưng Âm Hậu cũng rất kinh khủng. Thực lực Hạ Thiên càng cường đại, tuy bước đầu rất có lợi cho chúng ta, nhưng sau đó có thể sẽ phát triển thành trở ngại. Hiểu rồi, cô gái váy dài cười ha ha, đầu tiên là liên hợp theo nhu cầu. Sau đó trở mặt trừ khử luôn, đúng không? Dựa vào mấy người chúng ta, có vẻ như không làm được đâu. Người thanh niên thực tế hơn chút, suy tính vài giây đồng hồ, vẫn liên tục lắc đầu. Ứng Hiểu Nguyệt nghiêm túc, thản nhiên nói, chỉ dựa vào mấy người chúng ta khẳng định là không được. Phải gọi cả 5 người còn lại đến đây, như vậy mới có cơ hội thắng. Vậy thì hơi khó khăn đó. Cô gái váy dài lắc đầu không dứt, thở dài nói, mặc dù chúng ta được xưng là Nam Thiên Bát Vệ, nhưng có mấy người đã thành gia lập nghiệp rồi, cũng không còn tâm tư tụ tập nữa. Vậy thì chuẩn bị phương án 2. Ứng Hiểu Nguyệt suy tư một lát, nghiêm túc nói, Đa Đại Sư còn có Tần Tiên Sinh đi triệu tập thêm nhân thủ, Tô Tiểu Thư người nghĩ cách bắt mấy người đàn bà của Hạ Thiên tới đây. Đến lúc đó, không sợ Hạ Thiên không khuất phục. Cô gái váy dài từ chối cho ý kiến, hy vọng phương pháp xử lý của ứng phó môn chủ có thể tiến hành thuận lợi. Nếu không, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Người thanh niên tiếp lời. Ứng Hiểu Nguyệt thản nhiên nói, có hậu quả gì tự ta gánh chịu, dù môn chủ có trách cứ, cũng không rơi lên trên đầu các ngươi đâu. Vậy thì cứ làm như vậy đi. Chiếc dù giấy trong tay cô gái bắt đầu xoay tròn, tiếp theo đó bay ra ngoài cửa. Bóng người cũng theo đó biến mất. Bên kia, Hạ Thiên một mình đi tới phi trường. Chương 2285, A Cửu bị bắt cóc. Trên một chuyến bay từ Giang Hải đến Kinh Đô, A Cửu đang ngồi trong khoang hạng thương gia tiện tay lật lật cuốn tạp chí, nhưng vẻ mặt không được ung dung, thậm chí còn có một chút sầu lo. Mấy ngày trước, Y Tiểu Âm bỗng nhiên một mình rời khỏi Giang Hải,
bảo là muốn đi chữa bệnh cho một bệnh nhân người nước ngoài, không có mang A Cửu theo. Mặc dù trước kia cũng có chuyện như vậy, nhưng A Cửu vẫn cảm thấy lần này có gì đó không giống bình thường. Cô và Y Tiểu Âm gần như là cùng lớn lên từ nhỏ, trên danh nghĩa là chủ tớ nhưng thật ra thì giống hai tỷ muội hơn, nên đã hiểu nhau quá rõ, cũng ràng buộc quá sâu. A Cửu hiểu được những khó khăn khổ sở trong lòng Y Tiểu Âm, chẳng qua cô không có năng lực giải quyết, mà người có năng lực giải quyết, vừa nghĩ đến người đó, tâm tình A Cửu liền trở nên phức tạp. Vị tiểu thư này, có phải ngươi có chỗ nào không thoải mái không? Ngồi cạnh là một người đàn ông trung niên khí độ bất phàm, tướng mạo cũng có thể nói là cao lớn anh tuấn, khuyết điểm duy nhất chính là đường chân tóc hơi lùi về sau một chút. Hắn thấy A Cửu cau mày, không khỏi ân cần hỏi han. A Cửu phục hồi tinh thần, lễ phép trả lời, ta rất khỏe, cảm ơn ngài quan tâm. Người đàn ông trung niên nở nụ cười nhã nhặn, vừa liếc A Cửu mấy lần, phát hiện cô thật sự quá đẹp, nếu như không tiếp cận quả là lãng phí cơ hội. Chào cô, ta tên là Bùi Chính Quân, CEO tập đoàn Thượng Sở, lần này đi Kinh Đô tham gia hội nghị thương mại thanh niên quốc tế. Không biết tiểu thư đi Kinh Đô làm gì? A Cửu chỉ nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục đọc tạp chí của mình. Trong tạp chí này có bài phỏng vấn ta đó. Bùi Chính Quân hơi lúng túng, nhưng vẫn không chịu buông tha, chỉ tạp chí trong tay A Cửu, trong đó có phần phân biệt blockchain với. Ngươi có chuyện gì không? A Cửu khép tạp chí lại, thản nhiên nói, nếu như không có, có thể để ta yên tĩnh nghỉ ngơi không? Bùi Chính Quân nở một nụ cười tự cho là anh Tuấn, thật ra ta chỉ muốn làm quen, cũng không có ác ý gì. Bất kể có ác ý hay không, ta cũng không muốn quen biết ngươi, đủ rõ ràng chưa? A Cửu thở dài, cô cảm thấy bản thân bây giờ đã bị tên lưu manh kia đồng hóa rồi, không có thiện cảm gì với những người chủ động tiếp cận, còn luôn cảm thấy người khác là đồ ngốc. Bùi Chính Quân cũng không tức giận, chỉ nhún vai một cách hòa mỹ, cười nói, vô cùng rõ ràng, là ta lỗ mãng trước, xin lỗi. Rất nhanh sau đó, máy bay đã hạ xuống phi trường. A Cửu lấy hành lý, trực tiếp đi ra khỏi sân bay, mới vừa đi một đoạn liền lấy điện thoại di động ra muốn gọi cho Hạ Thiên, kết quả lại phát hiện không cách nào nối máy được, còn phát ra tiếng tít tít. Tiểu thư xinh đẹp, nếu như ngươi không ngại, ta rất vui có thể đưa ngươi một đoạn. Một chiếc Audi màu đen dừng trước mặt A Cửu, cửa sổ chỗ ngồi phía sau xe chậm rãi quay xuống, lộ ra mặt Bùi Chính Quân. Ngươi khẳng định muốn đưa ta một đoạn. A Cửu bỗng nhiên nở nụ cười. Bùi Chính Quân bị nụ cười làm cho tan chảy, nếu trên thế giới này có tiên nữ, cô gái trước mắt này tuyệt đối là một nàng tiên. Người đẹp lại đồng ý cho hắn tiếp cận rồi, điều này khiến hắn không nhịn được hưng phấn đến há to mồm, dĩ nhiên, ta khẳng định, vô cùng khẳng định. Thật không? Một khẩu súng lục giảm thanh bỗng nhiên lặng lẽ không một tiếng động nhét vào miệng hắn. Không biết từ lúc nào, chung quanh A Cửu xuất hiện mấy người đàn ông mặc Âu phục màu đen. Một người trong đó đứng bên cạnh chiếc Audi màu đen, lạnh lùng nhìn Bùi Chính Quân. Trong nháy mắt Bùi Chính Quân kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh, cả người run rẩy, trong lòng thầm nghĩ phụ nữ xinh đẹp quả nhiên không đơn giản. Cho ngươi 3 giây đồng hồ, lập tức biến mất, có làm được không? Một người đàn ông mặc Âu phục đen thản nhiên nói. Bùi Chính Quân liên tục gật đầu. Tốt lắm, 3, 2. Người đàn ông mặc Âu phục đen thu súng về, nhẹ nhàng đếm. Bùi Chính Quân vội vàng đạp mạnh ghế lái, thúc giục tài xế, mau, đi mau. Cản trở đã đi rồi. Người đàn ông mặc Âu phục cười nhạt, nhẹ giọng nói với A Cửu, cái loại xe này làm sao xứng với thân phận tiểu thư, để ta tiễn ngươi một đoạn nhé. Các ngươi là yêu ma quỷ quái ở đâu đấy? A Cửu nhìn bọn khách không mời mà đến này, giọng nói vẫn bình thản như cũ. Người đàn ông mặc Âu phục duỗi cánh tay, giơ tay lên gọi tới một chiếc Lincoln thân dài, có chuyện gì, lên xe rồi hắn nói. Đây chính là chiếc xe ngươi nói xứng với thân phận của ta. A Cửu ghét bỏ lắc đầu, xem ra các ngươi nhận định sai về thân phận của ta rồi. Tiểu thư, đừng lãng phí sự kiên nhẫn của nhau nữa được không? Người đàn ông mặc Âu phục đen thở dài, chúng ta mang thành ý muốn mời ngươi, đừng có không biết tốt xấu thế chứ. A Cửu không khỏi bật cười, ta cứ không biết tốt xấu thì sao nào. Vậy thì đừng trách chúng ta làm việc thô lỗ. Người đàn ông mặc Âu phục đen hất đầu, ra lệnh cho thủ hạ, cùng tiến lên, áp giải ả ta lên xe.
không cần, ta đi với các ngươi. A Cửu bỗng nhiên đổi ý, cười nói, ta hơi ngạc nhiên đấy, rốt cuộc là ai có thỉnh tình muốn mời ta đây? Người đàn ông mặc Âu phục đen ngẩn người, theo bản năng dương mắt nhìn phía trước một chút, sau đó nói, ngươi khẳng định muốn đi cùng chúng ta. Đó không phải là mục đích của các ngươi sao? A Cửu cười hỏi ngược lại. Hừ, vậy ngươi lên xe đi. Người đàn ông mặc Âu phục đen cảm thấy bị khinh thường, không khỏi hừ một tiếng, mở cửa xe cho A Cửu. Chương 2286. Gian cảnh thất bại. Khi A Cửu sắp cất bước lên xe, từ xa bỗng nhiên có một chiếc Audi màu đen vội vàng lao đến, dừng trước mũi xe Lincoln. Cửa sổ xe quay xuống, quả nhiên vẫn là vị Bùi Chính Quân kia, lúc này hắn nghiêm túc nói với A Cửu, tiểu thư, mời lên xe của ta, bọn họ không dám làm gì ngươi đâu. Ôi chà, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hả? Người đàn ông mặc Âu phục đen nhếch mép, giọng mỉa mai, ngươi đúng là không sợ chết, hay là cảm thấy chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu đây? Bùi Chính Quân cố nén sợ hãi, nhìn thẳng vào người đàn ông mặc Âu phục đen, ta chỉ cảm thấy là một người đàn ông, ta không thể lùi bước trước loại tình huống này, càng không thể dương mắt nhìn một vị tiểu thư xinh đẹp đi vào chốn nguy hiểm. Ta không biết các ngươi là ai, nhưng ta mới vừa báo cảnh sát rồi, an ninh sân bay cũng sẽ tới đây ngay lập tức, các ngươi sẽ không thực hiện được ý đồ đâu. Mẹ kiếp, người đàn ông mặc Âu phục đen mắng to một tiếng, hô với thủ hạ, tất cả mọi người lên xe, rút. A Cửu đưa tay ngăn cửa xe, cười ha ha nói, đừng nóng vội vậy, ta còn chưa lên xe mà. Buông tay, người đàn ông mặc Âu phục đen móc súng lục ra, chỉ vào A Cửu, nếu không ta bắn ngươi. Ta dám đánh cuộc, trong súng lục của ngươi khẳng định không có đạn. Bản chất tinh nghịch từ trong xương của A Cửu phát tác, cho dù có, ngươi cũng không dám nổ súng. Người đàn ông mặc Âu phục đen thẹn quá hóa giận mắng, giờ ngươi muốn thế nào? Không muốn như nào cả, chỉ muốn trông thấy chủ nhân của ngươi, xem rốt cuộc là ai mà khách khí như vậy. A Cửu làm bộ nghiêm trang, thật đúng là có mấy phần thần vận của Hạ Thiên. Bùi Chính Quân ở bên cạnh khuyên nhủ, vị tiểu thư này, đừng gặng hỏi bọn họ nữa, an toàn bản thân quan trọng hơn, hãy để cho bọn họ đi đi. Không cần để ý tới ả, trực tiếp lái xe. Người đàn ông mặc Âu phục đen hừ lạnh một tiếng, trên mặt đầy vẻ khinh bỉ. Tài xế cũng có hơi gấp, giẫm chân ga thật mạnh, quỷ dị thay vậy mà xe vẫn không nhúc nhích. Đám ngu ngốc các ngươi lại muốn bắt cóc vợ nhỏ của ta, đúng là chán sống rồi. Lúc này, một giọng nói uể oải bỗng vang lên, đồng thời một bóng người xuất hiện phía trước xe, chặn đường đi của xe. Mẹ kiếp, đụng hắn luôn đi, đụng chết thì thôi. Người đàn ông mặc Âu phục đen mắng to, giống lên với tài xế. Tài xế cũng đầu đầy mồ hôi, bị làm cho sợ đến cả người phát run, giọng nói cũng run rẩy, chân ga đã giẫm hết mức rồi, nhưng mà xe vẫn không nhúc nhích. Này! Người đàn ông mặc Âu phục đen nhô đầu từ cửa sổ xe ra, nhìn xuống dưới, phát hiện lốp xe mặc dù đang di chuyển cấp tốc, nhưng cả chiếc xe đã bị nhấc lên trời, cho dù có cố thêm cũng vô ích. Người đàn ông mặc Âu phục đen kinh hãi nhìn người đứng trước xe, trong đầu chỉ có một ý niệm, chẳng lẽ hắn là quái vật ư, một tay mà có thể nhấc cả một chiếc Lincoln thân dài lên. Bùi Chính Quân đứng bên vốn đang mở miệng định nói cái gì, thấy một màn như vậy cũng cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Được rồi, ta không có việc gì, ngươi cũng đừng làm lớn chuyện. A Cửu mới vừa rồi vì nhàm chán, mới đi trêu đùa những người này, bây giờ Hạ Thiên đến rồi, nàng lại sợ tên lưu manh đáng chết này xuống tay không biết nặng nhẹ, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Nếu Cửu nha đầu đã xin, vậy thì tha mạng cho các ngươi. Hạ Thiên bĩu môi, tiện tay hất lên, ném người cả xe tới thùng rác gần đó. Bùi Chính Quân kinh hãi đến con ngươi cũng muốn rơi ra ngoài. Vội vàng rút về trong xe, lén lút bảo tài xế mau chóng lái xe rời đi. Ta để ngươi đi à? Bóng Hạ Thiên chợt lóe liền xuất hiện trước xe, vẻ mặt khó chịu nhìn Bùi Chính Quân chằm chằm. Vị tiên sinh này, ta cũng không có ác ý gì. Bùi Chính Quân vội vàng giải thích, lúc biết vị tiểu thư này bị bắt cóc, ta quả thật đã bỏ chạy, nhưng sau đó ta càng nghĩ càng thấy không ổn, mới quay lại cứu nàng, không tin ngươi hỏi nàng ấy xem. Không cần hỏi, những tên ngu ngốc kia là do ngươi mời đến diễn trò. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, dám nhòm ngó nữ nhân của ta, hoặc là biến thành thái giám, hoặc là biến thành người chết, ngươi chọn lựa một cái đi.
Bùi Chính Quân liền sợ hết hồn hết vía, vội lắp bắp xin tha, vị đại đại hiệp này, ta đền tiền có được không, chỉ cần ngươi có thể tha mạng cho ta, đưa bao nhiêu tiền cũng được. Ta không có hứng thú với tiền. Hạ Thiên hờ hứng, ngươi có nhiều tiền cỡ nào cũng không thể nhiều tiền bằng ta, ngươi không chọn thì để ta chọn giúp ngươi. Ngươi đừng làm loạn, ta cũng có thế lực ở kinh đô đấy. Bùi Chính Quân thấy tiền không có hiệu quả, lập tức đổi sách lược, ta rất thân với đại thiếu gia của Thẩm gia, các ngươi chắc cũng biết tới danh tiếng Thẩm gia ở kinh đô, đây chính là gia tộc rất gần với thế gia nhất lưu, được xưng là tân tứ tiểu gia tộc. Hạ Thiên thuận miệng nói, xem ra cứ biến ngươi thành thái giám trước, sau đó lại biến thành người chết là được. Đừng làm lớn chuyện quá, A Cửu nhắc nhở lần nữa. Nếu cửu nha đầu đã mở miệng, vậy thì nghe lời nàng. Hạ Thiên cười hì hì, sau đó lấy ngân châm ra, trực tiếp châm cho Bùi Chính Quân một châm, sau đó để hắn cút đi. Mau, đi mau, Bùi Chính Quân thấy mình tìm được đường sống trong chỗ chết, vội vàng bảo tài xế lái xe rời đi. Chờ chiếc xe hoàn toàn không nhìn thấy Hạ Thiên và A Cửu nữa, Bùi Chính Quân không khỏi cắn răng, mẹ kiếp, vốn tưởng có thể cưa được cô nàng này rồi. Kết quả một tên điên không biết từ đâu chạy đến, đúng là đen đủi. Tài xế cũng còn sợ, sức lực của tên điên kia cũng quá kinh khủng, mấy người lão tứ bọn hắn thêm một chiếc xe nặng đến cỡ nào, lại bị hắn ném cả người cả xe đi xa mấy trăm mét. Chuyện này cũng không có gì, đoán chừng đó chính là cái gọi là dị năng. Lúc này Bùi Chính Quân khinh thường nói, nghe nói phòng thí nghiệm Thẩm gia vẫn đang âm thầm nghiên cứu loại thuốc có thể kích thích dị năng. Trong đó có loại có thể làm cho người ta trở nên vô cùng mạnh mẽ, nếu thành công, ném một chiếc xe cũng không có gì kỳ quái. Bùi Tổng, hạng mục cùng Thẩm gia lần này, chẳng lẽ chính là loại thuốc này? Tài xế kinh ngạc hỏi, loại thuốc này có thể đem bán công khai sao? Bùi Chính Quân cũng không trả lời, có thể là không thèm trả lời vấn đề này. Tài xế đành phải câm miệng, yên lặng lái xe. Qua thật lâu sau, tài xế cảm thấy có cái gì đó không đúng, mới quay về sau nhìn, kết quả bị làm cho sợ đến cả người run lên, cả chiếc xe liền quay cuồng, sau khi lộn vài vòng thì lật xuống xa lộ cao tốc. Chương 2287, từ đâu mà chàng học được nhiều trò như vậy? A Cửu, có phải nàng nghĩ tới ta không, nên cố ý tới kinh đô tìm ta? Hạ Thiên tiến lên ôm eo A Cửu, vừa nói chuyện, miệng vừa đưa tới mặt A Cửu. Chàng có thể đừng vội vã háo sắc như thế không? A Cửu ghét bỏ đẩy mặt Hạ Thiên ra, ai nhớ chàng chứ, là tiểu thư bảo ta tìm chàng. Vợ y y bảo nàng tới, tại sao nàng ấy không tự đến? Hạ Thiên hơi mất hứng nói. A Cửu liếc Hạ Thiên một cái, tức giận nói, còn không phải sợ bị tên lưu manh đáng chết chàng chiếm tiện nghi. Cửu nha đầu, nàng nói chồng mình như vậy là không đúng. Hạ Thiên cũng không thực sự tức giận. Chỉ nhìn A Cửu chằm chằm, ta là chồng các nàng, chiếm tiện nghi các nàng là chuyện hiển nhiên rồi. Có mới là lạ đó. A Cửu ném hành lý vào người Hạ Thiên, mau tìm chỗ ở cho ta. Con người Hạ Thiên đảo một vòng, cười hì hì nói, Cửu nha đầu, nàng không cần tìm chỗ ở, ở chung với ta là được rồi. Bớt làm bộ đi, ta biết chàng đang ở Triệu gia, nhưng ta không muốn ở đó. A Cửu nhìn Hạ Thiên chằm chằm. Không vui nói, trong đầu chàng rõ ràng đang nghĩ chuyện hư hỏng kéo Triệu Thanh Thanh và ta cùng lên giường. Hạ Thiên bĩu môi, làm bộ thất vọng, Cửu nha đầu, nàng nói oan cho ta. Ta chỉ muốn cho nàng được ở thoải mái chút, đỡ mệt nhọc. Vậy thà ta chịu cực chút, đi theo bên cạnh Y Tiểu Âm nhiều năm như vậy, A Cửu sớm đã thấu triệt chút tâm tư trong lòng Hạ Thiên rồi, tuyệt đối không thể cho tên lưu manh đáng chết này chút sơ hở nào, nếu không, sẽ hoàn toàn thất thủ. Đến cuối cùng không hiểu sao nhất định sẽ biến thành tình cảnh hoang dâm vô độ. Bây giờ cô quả thực là người đàn bà của Hạ Thiên, nhưng cùng người khác làm chuyện đó với Hạ Thiên, cô thật sự không thể tiếp nhận. Hạ Thiên gật đầu, vậy nghe lời nàng, chúng ta đi mướn phòng đi. A Cửu nghe lời này hình như có gì đó không đúng, nhưng cũng lười so đo, dù sao cũng đã thua trên tay tên lưu manh đáng chết này rồi. Chỉ chốc lát sau, Hạ Thiên và A Cửu đã đến một khách sạn tương đối hào hoa xa xỉ, đặt một phòng hạng chung. Cửu nha đầu, có phải nàng muốn tắm rửa không? Sau khi vào phòng, không đợi A Cửu buông lỏng, Hạ Thiên đã cười hì hì nói như vậy. A Cửu liếc Hạ Thiên, đúng là ta muốn tắm, nhưng chàng nói ra lời này, ta liền cảm thấy không có chuyện gì tốt.
Làm sao lại thế? Hạ Thiên chân thành nhìn A Cửu, nàng đi máy bay chắc chắn là rất mệt mỏi, tắm rửa đi, ta sẽ giúp nàng mát xa để thả lỏng một chút, như vậy mới có thể thoải mái ngủ một giấc thật ngon. Chàng thật sự sẽ không dùng năng lực điều khiển ý nghĩ. A Cửu nửa tin nửa ngờ, hoặc là đợi ta đang tắm giữa chừng, lại đi vào quấy rối. Cửu nha đầu, nếu ta muốn điều khiển, thì nàng cũng không chống cự được. Hạ Thiên nghiêm trang nói, nàng đã là vợ ta rồi, ta không cần thiết phải làm như vậy. A Cửu nghĩ cũng đúng, ngồi máy bay mấy giờ đồng hồ, trên người quả thật có chút không thoải mái, cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp vào phòng tắm. Qua mấy phút đồng hồ, trong phòng tắm bỗng vang lên tiếng kêu sợ hãi của A Cửu, sao chàng lại vào đây, mới vừa rõ ràng chàng nói không vào mà. Ai nha, chàng đừng lộn xộn. Chàng làm gì thế, chỗ đó không được. Còn làm loạn nữa, ta không để ý tới chàng. Từ đâu mà chàng học được nhiều trò như vậy? Dần dần, tiếng kêu la lẫn hơi thở của A Cửu trở nên rối loạn, nói không ra câu. Qua hơn một giờ, A Cửu mới bị Hạ Thiên ôm ra khỏi phòng tắm, toàn thân đều sủi lơ vô lực. Chàng đủ rồi chứ, ta tới tìm chàng là vì có việc, chứ không phải để làm cái này. Nằm ở trên giường, A Cửu xấu hổ đá Hạ Thiên, cuối cùng cũng ngăn bàn tay đang mò mẫm trên thân thể mình lại. Hạ Thiên cười hì hì, Cửu nha đầu, nàng nói phần nàng, ta bận rộn phần ta, cũng không xung đột. Chàng làm vậy ta không có cách nào tập trung nổi. A Cửu trợn mắt nhìn Hạ Thiên, tức giận nói, cũng biết chàng sẽ lật lọng, chàng còn như vậy nữa, ta giận thật đấy. Được rồi, vậy nàng nói đi, vợ y y bảo nàng tới tìm ta có chuyện gì. Hạ Thiên thật sự ngừng lại, vẻ mặt thành thật nhìn A Cửu. A Cửu dừng một chút, sau khi thở phào một hơi, mới chậm rãi nói, y y tỷ nói, về chuyện đi tổng bộ âm y môn lần này, vô cùng quan trọng với tỷ ấy, sợ đến lúc đó chàng dở trò quấy rối, cho nên để ta sang đây canh chừng chàng. Ai ra, vợ y y luôn hiểu lầm ta. Hạ Thiên lộ vẻ buồn rầu, ta chưa bao giờ quấy rối, cũng là do nàng ấy thường xuyên ngăn cản, nếu không, âm y môn sớm đã bị diệt, bây giờ cũng không còn nhiều chuyện phiền toái như vậy. Chàng nghĩ ai cũng giống mình à. A Cửu khẽ hừ một tiếng, y y tỷ đã lên sẵn kế hoạch, sợ chàng quấy rầy kế hoạch của tỷ ấy, lại rước thêm phiền phức tới. Hạ Thiên bất mãn nói, vợ y y cũng thiệt là, có kế hoạch gì có thể trực tiếp nói với ta mà. Chàng thôi đi, A Cửu không khỏi bật cười khanh khách xem thường, đầu óc chàng căn bản không có hai chữ kế hoạch này, cho dù nói cho chàng biết cũng có tác dụng gì đâu, cuối cùng chắc chắn chàng cũng sẽ phá hư kế hoạch thôi. Cửu nha đầu, nếu như ta thật sự không theo kế hoạch, thì nàng có đến cũng vô dụng. Tay Hạ Thiên mò lên lần nữa. Tuy vậy, cửu nha đầu à, gần đây vóc người nàng càng ngày càng đẹp rồi, xúc cảm cũng trở nên rất tuyệt vời. Có thể yên tĩnh chút không, bỏ đi, chàng muốn làm gì thì làm. A Cửu vỗ vào tay Hạ Thiên vài lần cũng không có tác dụng, liền mặc kệ hắn, dù sao cũng không ngăn được tên lưu manh đáng chết này, cuối cùng không phải cũng tùy hắn. Hạ Thiên được đồng ý, hai tay dĩ nhiên là càng thêm làm càn, chỉ chốc lát sau gương mặt A Cửu liền ửng hồng, không nhịn được phát ra một số tiếng hừ nhẹ khiến bản thân càng xấu hổ. Chương 2288, có nỗi khổ tâm. Lưu manh đáng chết, ta liều mạng với chàng. A Cửu không thể chịu đựng loại cảm giác xấu hổ này, trực tiếp tung mình đè Hạ Thiên, hung dữ nói. Hạ Thiên cười hì hì, cửu nha đầu, người đánh không lại ta đâu. Chỉ chốc lát sau, hai người liền lăn xả vào nhau, khó phân thắng bại. Cứ như vậy, Hạ Thiên và A Cửu ở trong phòng trực tiếp hành hạ đến buổi trưa hôm sau, nếu như không phải A Cửu đã là người tu tiên, đoán chừng lúc này đã đói đến chóng mặt. Điện thoại di động của chàng kêu kìa. Trên giường lớn, A Cửu yêu kiều vô lực trở mình, đưa chân nhẹ nhàng đạp Hạ Thiên. Hạ Thiên đưa tay cầm lấy điện thoại di động, vừa thấy là điện thoại của Triệu Thanh Thanh, lập tức bắt máy. Sư phụ, người đi đâu vậy, tối hôm qua sao không trở lại? Giọng nói Triệu Thanh Thanh xuyên qua điện thoại di động truyền ra. Cửu nha đầu tới kinh đô rồi, ngày hôm qua ta đi đón nàng ấy. Hạ Thiên trực tiếp trả lời, hiện ta đang ở cùng A Cửu trong khách sạn. Vừa nói như thế, Triệu Thanh Thanh dĩ nhiên đã hiểu có chuyện gì xảy ra rồi, mặc dù có ghen, nhưng cũng không để trong lòng, ai bảo sư phụ của nàng là người như thế. Tình huống thế này ngay từ 12 năm trước nàng đã chấp nhận rồi.
vậy các ngươi cứ từ từ chơi nhé. Triệu Thanh Thanh cười nói. A Cửu mở miệng nói, nếu ngươi tìm hắn có việc, cứ tới đây mang hắn đi. Thôi đi, nếu ta thật sự tới mang sư phụ đi, trong lòng ngươi không hận chết ta mới là lạ. Triệu Thanh Thanh cười nói. Ta ước gì ngươi mau mau mang tên lưu manh đáng chết này đi. A Cửu nhớ tới chuyện bị hành hạ cả đêm, thực có chút chịu không nổi. Nếu không phải đang mang nhiệm vụ, nàng thật sự hy vọng Triệu Thanh Thanh tới đây chia sẻ một hai. Triệu Thanh Thanh tìm Hạ Thiên cũng không phải có chuyện gì quan trọng, chẳng qua chỉ gọi điện hỏi tình hình một chút, hiện tại biết sư phụ ở cùng A Cửu rồi, tự nhiên cũng yên lòng, người rõ là nghĩ một đằng nói một nẻo, ta còn chuyện quan trọng phải làm, các ngươi chơi vui vẻ, vậy nhé. Sau khi gác điện thoại, A Cửu phát hiện Hạ Thiên đang nhìn mình, nhất thời cảm thấy vô cùng không ổn, lập tức giành nói trước, chồng ơi, ta đói bụng, chúng ta đi ra ngoài ăn chút gì đi. Hạ Thiên vốn còn muốn nằm một lát nữa, nghe A Cửu nói vậy, mặc dù cũng không quá đói bụng, nhưng A Cửu đã đề nghị, hắn cũng muốn ăn gì đó. Hai người lại đi tắm rửa, chơi hơn nửa canh giờ, lúc này mới thay quần áo, cùng đi ra khỏi khách sạn, tìm một nhà hàng Tây hạng sang gần đó có đánh giá trên mạng cũng không tệ lắm. Nhà hàng làm ăn có vẻ cũng khá khẩm, ít nhất trong đại sảnh không còn chỗ ngồi trống. Để tránh phiền toái, A Cửu trực tiếp đặt một gian phòng riêng. Nghe nói nơi này là nhà hàng Michelin 3 sao, món beef steak làm khá là đặc sắc. A Cửu cầm lấy thực đơn, hỏi Hạ Thiên, chàng thích ăn cái gì? Tùy nàng, Hạ Thiên trước giờ không có đòi hỏi gì nhiều trong chuyện ăn uống, có thể ăn no là được. A Cửu cũng chỉ thuận miệng hỏi, cô còn không biết tính tình Hạ Thiên sao? Đợi một lát, món ăn liền dần dần được mang lên đủ. Hai ngày này, âm tiểu tứ kia có đi tìm chàng không? A Cửu tùy tiện chọn vài món ăn, sau khi đổi người phục vụ đi, hỏi Hạ Thiên. Hạ Thiên không khỏi lộ vẻ nghi ngờ, âm tiểu tứ là ai? À, bây giờ cô ta đổi tên rồi, hình như gọi là Ứng Hiểu Nguyệt. A Cửu sửng sốt một chút, nhưng nghĩ ra ngay sau đó, mấy ngày trước cô ta tìm được Y tỷ, nói về chuyện âm y môn. Ừ, lúc trước quả thật cô ta có đến tìm ta. Nhưng ta thấy khó chịu nên mới đánh cô ta một trận. Hạ Thiên gật đầu, tùy ý nói, hôm qua ta còn đi tìm cô ta. A Cửu thuận miệng hỏi, hôm qua chàng đi tìm cô ta làm gì? Thúc giục cô ta nhanh chóng tìm ra tổng bộ âm y môn chứ gì? Hạ Thiên bĩu môi, nhưng đám người đó quá vô dụng. Nói là còn cần thêm thời gian 1-2 ngày mới có thể tìm được. Đó cũng không phải lời nói dối. A Cửu theo bản năng gật đầu. Tuy nói ta từ nhỏ lớn lên ở âm y môn, nhưng chỉ đi qua đảo Sương Nguyệt 2 lần, hơn nữa mỗi lần đi phương hướng cũng không giống nhau. Ngày mai nếu người đàn bà kia vẫn tìm không ra, vậy thì không cần cô ta nữa. Hạ Thiên lộ vẻ xem thường nói, chúng ta trực tiếp đi tìm, chỉ cần cái đảo nát đó thật sự tồn tại, vậy thì nhất định có thể tìm được. A Cửu không khỏi thắc mắc, lời này của chàng hơi kỳ quái, chẳng lẽ chàng cảm thấy thật ra đảo Sương Nguyệt không hề tồn tại. Ai biết được, ta cũng chưa tới bao giờ. Hạ Thiên lười biếng nói. Vậy chàng nói linh tinh cái rắm ấy. A Cửu tức giận trợn mắt nhìn Hạ Thiên, đảo Sương Nguyệt mặc dù thần bí, nhưng nhất định có tồn tại. Tiểu thư, Y tỷ, gần như hàng năm đều phải đi một chuyến. Hạ Thiên không giải thích được, tại sao vợ Y không mang theo ta đi qua, trực tiếp tiêu diệt âm hậu kia luôn. Tỷ ấy có nỗi khổ tâm riêng. Hơn nữa ân huệ của âm y môn dành cho tỷ ấy quá lớn, tỷ ấy lại là một người cực kỳ trọng tình. A Cửu than thở, giải thích, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, cho tới bây giờ tỷ ấy không nghĩ tới sẽ gây bất lợi cho âm y môn. Chẳng qua hiện tại những thứ dư nghiệt âm y môn kia, thật sự quá kỳ dị, lại thêm. Lão yêu bà kia sắp xuất quan, nếu như không sớm ứng phó, hậu quả thực sự không dám tưởng tượng. Có ta ở đây, có thể có hậu quả gì? Hạ Thiên rất là xem thường. A Cửu không tranh cãi với Hạ Thiên, cười nói, rồi rồi, biết chàng lợi hại rồi, được chưa? Lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, người vào cũng không phải nhân viên phục vụ, mà là một chàng trai trẻ tướng mạo coi như cũng anh tuấn, chẳng qua là nhìn mặt không được thiện lành cho lắm. Tiểu tử, rốt cuộc ông cũng bắt được ngươi rồi. Thanh niên trẻ tuổi đi vào liền nhắm ngay Hạ Thiên mắng, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Chương 2289. Khung cảnh này có chút quen quen. Đồ đần, ngươi là ai vậy?
Hạ Thiên nhìn người này, vẻ mặt khó chịu nói. A Cửu thở dài, nhỏ giọng hỏi, từ lúc nào mà chàng lại rước lấy phiền toái nữa vậy? Ta căn bản không quen biết tên đần này, cũng chưa bao giờ gây phiền toái. Vẻ mặt của Hạ Thiên nghiêm túc, hiển nhiên trong lòng hắn đích thật là nghĩ như vậy. Nam tử trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, chỉ vào Hạ Thiên, tiểu tử, mẹ nó, còn giả điên với ta nữa à, có cần ta nhắc cho ngươi nhớ không? Mẹ nó, mấy ngày trước, có phải là tiểu tử ngươi cướp du thuyền của ta, rồi còn ném lão tử xuống biển, phải không? Ta chẳng muốn nghe tên đần nhà ngươi phí lời, thừa dịp tâm trạng hiện giờ của ta còn tốt, mau cút ra ngoài cho ta. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, nếu lại quấy rầy ta ăn cơm cùng cửu nha đầu, thì ta sẽ đánh ngươi. Ăn cơm, ăn cái rắm, nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên phẫn nộ, giơ tay liền muốn lật bàn, kết quả là mặt đều đỏ cả lên, cái bàn vẫn bất động không nhúc nhích. A Cửu đặt một tay lên bàn, rất là khó chịu nhìn tên nam tử trẻ tuổi này, còn muốn lật bàn, người nghĩ ngươi là Trần Hạo Nam hả? Mỹ nữ, đừng rước lấy phiền phức cho mình. Nam tử trẻ tuổi dữ tợn chừng A Cửu một cái, người mà ta muốn tìm là tiểu tử này, nếu như ngươi muốn chen chân vào, thế thì đừng trách ta không khách khí. Thế ta thật muốn xem thử, ngươi không khách khí như thế nào. A Cửu từ trước đến giờ cũng không phải là hạng người ôn nhu sợ phiền phức, bằng không thì nàng cũng sẽ không theo một Hạ Thiên khó tính tới 12 năm. Nếu như người nam tử trẻ tuổi này ăn nói cẩn thận, nàng cũng sẽ khách khách khí khí. Người này vừa tới liền xông lên như thế, chuyện này thuần túy chính là chạy tới muốn ăn đòn. Nam tử trẻ tuổi nghe vậy, lửa giận càng tăng vọt. Trầm đại thiếu, người đừng xúc động. Lúc này, quản lý nhà hàng chạy tới, tiến lên ngăn cản nam tử trẻ tuổi, có chuyện gì cứ từ từ thương lượng. Thương lượng cái rắm, vẻ mặt của nam tử trẻ tuổi phẫn nộ, nói với quản lý, người lập tức đuổi hai người kia ra ngoài cho ta. Bằng không thì ta sẽ khiến nhà hàng của ngươi không mở cửa được nữa. Quản lý nhà hàng hơi có chút khó xử, nói Trầm đại thiếu, ngươi đây là đang làm khó người ta, hơn nữa trên lầu còn có mấy vị khách quý cực kỳ quan trọng đang dùng bữa, nếu mà làm phiền đến bọn họ, thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Đùng, không thể tưởng tượng con mẹ ngươi, vị Trầm đại thiếu này trực tiếp vung một bạt tai, nổi giận mắng, ngươi đang thể hiện cái quái gì với ta đấy? Kể cả ông chủ của các ngươi còn muốn đi theo cha ta làm ăn, ta bảo ngươi đuổi bọn hắn đi, ngươi phải đuổi bọn hắn đi, nếu không thì ngươi liền cút cho ta. Mặc dù đã buông lời cay độc, nhưng Trầm đại thiếu cũng tỉnh táo lại đôi chút, biết rằng không thể quấy nhiễu đến các khách quý trên lầu, nên là từ việc tìm cớ giáo huấn Hạ Thiên một trận, trở thành sai quản lý nhà hàng đuổi Hạ Thiên ra ngoài. Quản lý nhà hàng đã trúng bạt tai này, cuối cùng cũng xem như bừng tỉnh. Nhớ ra vị đại thiếu gia này không phải là nhân vật mà hắn có thể trêu chọc, ở Kinh Đô là một trong thập đại công tử được chọn ra trong mấy năm gần đây, cũng là một trong tứ đại ác thiếu. Hai vị khách quý, bữa cơm này coi như ta đãi, ta cho các ngươi thêm một tấm thẻ hội viên VIP của nhà hàng. Quản lý nhà hàng đành phải ăn nói khép nép với Hạ Thiên và A Cửu, liệu có thể xin hai vị rời bước đi nhà hàng khác được không, thành thật xin lỗi. Ngươi đừng vội xin lỗi. A Cửu bình tĩnh ngồi trở lại chỗ ngồi, không có chút ý định nhượng bộ nào, bọn ta là tới ăn cơm, cũng không có phạm phải lỗi gì, tại sao phải rời đi chứ? Vẻ mặt của quản lý nhà hàng dầu dĩ, nói ra, hai vị đại ca đại tẩu, coi như là ta sai được chưa? Hắn chính là đại thiếu gia của Trầm gia, là một trong thập công tử của Kinh Đô, nổi danh là ác thiếu, đắc tội hắn, các ngươi cũng không có lợi gì. Chỉ bằng mọi người nhường nhau một bước, tránh xảy ra xung đột, được chứ? Ngươi phí lời với bọn hắn làm gì? Trầm đại thiếu hơi mất kiên nhẫn, thừa dịp bây giờ ta còn kiềm chế được tính khí, lập tức đuổi bọn hắn đi, nếu không thì ta sẽ để cho bọn họ chết ngay tại đây. Quản lý nhà hàng cảm thấy như thể mình là người có lỗi, cân nhắc một hồi, vẫn là quyết định trước hết chiều theo tính khí của Trầm đại thiếu, nói với Hạ Thiên và A Cửu, hai vị, ta cũng hết cách rồi, thành thật xin lỗi. Dứt lời, hắn vẫy tay về phía cửa, bảo vệ, tới đây một chút, mời hai vị khách này đi ra ngoài. Thấy đánh giá trên mạng, ta còn tưởng rằng nhà hàng của các ngươi phục vụ khá tốt. Tâm trạng của A Cửu đương nhiên là rất khó chịu, hiện tại xem ra, giống như là một chỗ rách nát chỉ có thể quỳ liếm bọn có tiền có thế. Quản lý nhà hàng cũng có chút tức giận, ôn tồn nói, vị tiểu thư này, nhà hàng bọn ta có quyền từ chối chiêu đãi một số khách nhân.
mà các ngươi kể từ giờ trở đi sẽ nằm trong danh sách đen. Cái gì mà danh sách đen danh sách trắng, liên quan đếch gì đến ta? Hạ Thiên không có hứng thú để ý tới những thứ rắc rối đó, hiện tại ta muốn ăn cơm cùng cửu nha đầu, các ngươi lập tức cút đi, nếu không thì ta sẽ đánh các ngươi. Bảo vệ, đưa bọn hắn ra. Lời còn chưa nói hết, cả người quản lý nhà hàng liền treo lơ lửng trên không, sau đó liền bay ra khỏi nhà hàng, đầu va vào trụ nước cứu hỏa ở ngoài đường, hôn mê bất tỉnh. Hai bảo vệ chạy tới thấy thế, vẻ mặt ngỡ ngàng, hoàn toàn không biết nên làm thế nào. Trầm đại thiếu thì có chút tỉnh ngộ ra, ngày đó hắn cũng bị ném xuống biển y như thế, thế là hắn bèn chỉ vào Hạ Thiên rồi nói, quả nhiên là ngươi, mẹ nó, bây giờ ngươi còn muốn nói gì nữa không? Vừa dứt lời, vị trầm đại thiếu này cũng bay ra khỏi khách sạn, bước theo gót chân của tên quản lý nhà hàng kia. Cửa phòng khách liền tự động đóng lại, Hạ Thiên cười hì hì, nói với A Cửu, cửu nha đầu, không cần để ý tới bọn ngu đó, chúng ta cứ ăn tiếp thôi. Chương 2290, đi tới đâu là loạn tới đó. Bữa cơm này có thể ăn một cách bình thường mới là lạ. A Cửu chừng Hạ Thiên một cái. Tên trầm đại thiếu gì đó chắc chắn sẽ không chịu để yên, chẳng bao lâu nữa tuyệt đối sẽ tìm người tới đây trả thù, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi. Hạ Thiên hiển nhiên không để những việc này ở trong lòng, bắt đầu ăn như chưa hề có chuyện gì xảy ra, cửu nha đầu, ngươi thử món này xem, ăn nó có thể phát triển ngực, còn cái này có thể tẩm bổ. Ngừng ngừng ngừng, ta tự lấy. A Cửu thấy đồ ăn trong bát của mình trong chốc lát sắp đầy, bèn vội vàng ngăn cản Hạ Thiên. Ngươi cứ lo cho chính ngươi là được. Đúng như dự đoán, ngay khi hai người sắp ăn cơm xong, cửa phòng khách lại bị gõ. Nói là gõ, kỳ thực dùng chữ đạp thì hợp lý hơn. Bởi vì không biết tại sao, cái cửa này không cách nào mở ra được từ bên ngoài, người bên ngoài chỉ có thể dùng sức đạp. Cửu nha đầu, nàng ăn no chưa? Hạ Thiên cười hì hì, hỏi A Cửu. Dạ dày của A Cửu vốn dĩ không lớn, tùy ý ăn một chút. Nghe thấy tiếng ồn bên ngoài, không khỏi hỏi, sẽ không phải là ngươi gây chuyện đấy chứ? Không phải là ta gây chuyện, là bọn ngu kia nhất định muốn kiếm chuyện. Vẻ mặt của Hạ Thiên vô tội, vừa nãy ta chưa hề nói gì, và chẳng hề làm gì cả, là tên ngu đó tự tìm tới cửa. Cửu nha đầu, chẳng phải nàng cũng đã thấy rồi đó sao? Tùy chàng, dù sao ta cũng quen rồi. A Cửu lắc đầu, mỗi lần đi cùng với chàng, không xảy ra chút động tĩnh nào. Thế thì không phải là chàng. Lúc này, cửa phòng bỗng nhiên lại bị đẩy ra một cách dễ dàng. 7-8 tên bảo vệ đứng ngoài cửa, trầm đại thiếu ôm băng quấn đầu giống như A Tam, quát về phía Hạ Thiên và A Cửu, được lắm, các ngươi vẫn còn ở đây, vậy thì tốt. Đáng lẽ chỉ muốn giáo huấn ngươi các một xíu, nhưng tiếc là các ngươi nhất định phải đâm đầu vào chỗ chết, thế thì cũng đừng trách ta. Dứt lời. Quay đầu quát với mấy tên bảo vệ đang cầm gậy điện trong tay, các ngươi đánh cho ta. Đánh chết thì có ta lo. Chàng định xử lý như thế nào đây? A Cửu chỉ vào đám bảo vệ đang xông tới, hỏi Hạ Thiên. Hạ Thiên cười hì hì, cửu nha đầu, ăn cơm xong thì phải vận động một chút, như vậy mới tốt cho tiêu hóa. Oanh. Đám bảo vệ kia còn chưa chạm vào người Hạ Thiên, đã bị một cước đạp bay ra ngoài. Trầm đại thiếu ngơ ngác nhìn, đây rốt cuộc là ai, sao sức chiến đấu lại mạnh đến vậy? Sau đó nói với hai tên vệ sĩ ở sau lưng mình, hai người các ngươi lên cho ta, làm thịt tiểu tử này. Đại thiếu gia, ông chủ chỉ nhờ chúng ta phụ trách sự an toàn của ngươi, chứ không phải là tay chân của ngươi. Một vệ sĩ trong hai người họ thản nhiên nói. Mẹ nó, bớt phí lời, các ngươi không ra tay, thì lão tử sẽ tự hại mình. Để xem ngươi ăn nói với cha ta như thế nào. Trầm đại thiếu lập tức mở miệng uy hiếp. Hơn nữa, mọi thứ của cha ta sau cùng còn không phải là của ta hay sao? Hai người các ngươi ở trước mặt ta ngoan cố làm gì? Hai tên vệ sĩ này liếc mắt nhìn nhau, thế là ngầm hiểu ý, cùng đi vào phòng khách, không nói hai lời liền ra tay với Hạ Thiên. Tốc độ cực nhanh, quyền cước cũng sắc bén dứt khoát, phối hợp hết sức ăn ý. Chỉ là ở trong mắt Hạ Thiên và A Cửu, động tác của hai người lại như thể là slow motion trong phim ảnh, chậm muốn chết. Bọn họ nhìn như có chút không bình thường, trong lòng A Cửu dâng lên một cảm giác kỳ quái, đây là hiệu quả đi kèm sau khi tẩy tủy, dù là ngũ giác hay là giác quan thứ 6,
đều trở nên nhạy bén một cách dị thường. Hạ Thiên lười biếng nói, hai tên đần này đều cắn thuốc, rõ ràng là bọn tay chân được bồi dưỡng từ việc dùng thuốc lâu dài đây mà. Vừa mới dứt lời, hai tên vệ sĩ này liền hoàn thành động tác bao vây, hai cái chân trái bỗng dưng kẹp Hạ Thiên vào giữa, dường như có lực đạo vạn cân đang nặng nề đập vào ngực và lưng của Hạ Thiên. A! Hai tên vệ sĩ đồng thời kêu thảm một tiếng, sau đó ôm cái chân gãy của mình, cụt hứng ngã xuống đất. Chuyện này không thể nào. Trầm Đại Thiếu thấy thế cũng bị dọa cho phát sợ, hai tên vệ sĩ này chính là vệ sĩ mà gia tộc của bọn hắn chuyên tâm bồi dưỡng nhiều năm qua, chưa nói đến thực lực cường hãn, cho dù thân thể hay là ý chí đều đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, làm sao có thể bị gãy chân một cách khó hiểu như vậy được, lại còn kêu thảm như người bình thường nữa chứ. Loại đồ đần như ngươi đúng là hiếm thấy lạ thường. Hạ Thiên biết trên đời này có nhiều kẻ ngốc, và bọn chúng đều có cùng một điểm chung, đó chính là kiến thức hạn hẹp, động một chút là nói chuyện này không thể nào, chuyện kia không thể nào. Được rồi, đừng làm quá nữa. A Cửu thuận miệng nhắc nhở một câu. Các ngươi đừng vội đắc ý. Trầm Đại Thiếu rất nhanh khôi phục tinh thần lại, gào thét nói, có ngon thì đừng đi, nhà ta còn có vệ sĩ lợi hại hơn, giờ đang kêu đến, để cho các ngươi biết kết cục khi đắc tội ta. Không rảnh chơi với đồ đần nhà ngươi, ta còn muốn về nhà đi ngủ với cửu nha đầu nữa. Hạ Thiên duỗi tay nắm lấy cổ áo của Trầm Đại Thiếu, tiện tay ném hắn ra ngoài. A Cửu không khỏi lắc đầu thở dài, cái gọi là thập đại công tử của kinh thành, chính là hạng người này sao? So với 12 năm trước, thật đúng là hoàn toàn không đủ tư cách. Ai nói kinh thành thập công tử không đủ tư cách? Lúc này, trong phòng khách chí tôn VIP từ trên lầu có mấy người bước ra, một người trong số đó là một thiếu niên mày kiếm mắt sáng đang chậm rãi đi xuống cầu thang, ánh mắt u ám, trong giọng nói mang theo một luồng sát khí nồng đậm. Chương 2291, từ khi sinh ra tới giờ chưa có ai dám nói với ta như thế. Lúc Trầm Đại Thiếu vừa ngã ra ngoài, trực tiếp bay lên trời từ cửa phòng khách, giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung đẹp mắt, ngã xuống cầu thang trên hành lang. Vừa hay, trên lầu có mấy người trẻ tuổi đi xuống, bị cảnh Trầm Đại Thiếu đột nhiên ngã xuống làm cho sợ hết hồn. Tiên sư nó, ngươi đang tìm đường chết phải không? Một thiếu niên u ám đang đi về phía trước không khỏi quát mắng một câu. Lồng ngực của Trầm Đại Thiếu vốn đã đè nén lửa giận, nghe có người mắng hắn, chẳng khác gì châm dầu vào lửa, vào lúc này liền nổ, mẹ nó, ngươi nói ai tìm đường chết? Ta nói ngươi đó, thiếu niên u ám ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt liếc nhìn bằng nửa con mắt, khắp khuôn mặt không hề che giấu chút vẻ xem thường nào, ngươi có ý kiến à? Con mẹ nó, Trầm Đại Thiếu giơ tay liền vung một bạt tai, kết quả lại tự vả vào mặt của chính mình, lúc này hắn mới nhìn rõ khuôn mặt của thiếu niên u ám, lập tức bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệch. Vương. A, chó ngoan, sủa hay lắm. Thiếu niên u ám nhếch miệng và cười một tiếng, nhét tay vào trong miệng Trầm Đại Thiếu, tóm chặt răng cửa rồi bất ngờ bẻ gãy, đáng tiếc, phát âm có chút vấn đề, còn thích cản đường. Nếu không phải nể mặt cha ngươi, thì ta nhất định phải chém ba chân của ngươi. Thiếu niên u ám tung một cước đạp ngã Trầm Đại Thiếu sang một bên, không thèm đếm xỉa tiếng kêu thảm của hắn, trực tiếp sải bước xuống lầu. Thời điểm đi ngang qua một phòng khách ở lầu dưới, hắn bỗng dưng nghe được một câu phê bình liên quan tới thập công tử của kinh thành, tâm tình cực kỳ khó chịu, bởi vì bây giờ hắn chính là kẻ đứng đầu trong thập công tử của kinh thành, mặc dù hắn rất khinh thường những tên còn lại trong bảng xếp hạng này, nhưng lại không cho phép người ngoài xen vào. Các ngươi tính là thứ gì, cũng xứng đàm luận thập công tử của kinh thành. Thiếu niên u ám nghiêng người liếc nhìn gian phòng khách kia, phát hiện bên trong có một nam một nữ đang ngồi, nam tướng mạo thường thường, nữ thì lại là tuyệt sắc giai nhân, dù hắn tự xưng không hề hứng thú với sắc đẹp, nhưng cũng không khỏi nhìn chăm chú. Mỹ nữ tuyệt sắc đương nhiên là A Cửu, nàng vốn chỉ là không ưa tính khí hẹp hòi của Trầm Đại Thiếu. Không có bản lãnh gì mà lúc nào cũng ăn nói ngông cuồng, không khỏi phát ra một câu cảm khái, không nghĩ tới lại đụng phải người tương đối nghiêm túc. A Cửu nhìn thiếu niên mày kiếm mắt sáng và mang theo một luồng u ám này, khiến người ta rất khó chịu, liền nói, thập công tử của kinh thành vốn là do người bình bầu ra, nên đương nhiên là mỗi người đều có thể bình luận, đâu ra cái gì mà xứng hay không xứng. Ta nói không xứng là không xứng, thiếu niên u ám lạnh lùng nhìn A Cửu. Lắc đầu nói, bởi vì ta rất ghét.
Hạ Thiên nhìn người này rất là khó chịu, lười biếng nói, vợ ta muốn nói gì thì nói đó, không tới phiên đầu ngu nhà ngươi nói cái gì mà thích hay không thích, tốt nhất là ngươi mau cút đi, bằng không thì ta sẽ đánh ngươi. Đánh ta sao? Thiếu niên u ám giống như là đã nghe được câu nói buồn cười nhất trên đời, khoa trương ôm bụng cười to, Vương Khiếu Thiên, ta từ khi sinh ra tới nay, và từ xưa tới giờ chưa từng có ai dám nói với ta như vậy cả, ngươi là người đầu tiên, cũng sẽ là người cuối cùng. Lời này vừa nói ra, các thực khách trong phòng ăn bỗng nhiên đứng dậy và kinh hô, hiển nhiên là biết thiếu niên này là ai. Vương Khiếu Thiên, hắn nói hắn là Vương Khiếu Thiên hả? Vương Khiếu Thiên là ai vậy? Ngươi kích động như thế làm gì? Lẽ nào ngươi chưa từng nghe nói qua, đứa trẻ thiên tài năm đó? Ta nhớ ra rồi, yêu nghiệt 12 năm trước của Vương gia, một kỳ tài thương mại, lúc 6 tuổi là đã kiếm được mấy trăm triệu. Năm đó người kia 7 tuổi liền luyện ra nội kình, sau đó đi khiêu chiến Lý gia đại thiếu gia. À, ta cũng nhớ rồi, hiện tại hắn chính là kẻ đứng đầu thập công tử của kinh thành đây mà. Nghe nói hắn rất hung ác, động một chút là mang người ta về nhà để giày vò, e là cặp tình nhân trẻ tuổi kia sẽ gặp rắc rối. Chuyện này ta cũng biết, có một nam tử chỉ lườm hắn một cái, là đã bị mang về nhà đánh tới một tháng. Nghe người chung quanh nghị luận, A Cửu cũng dần dần có chút ấn tượng, 12 năm trước nàng và Y Tiểu Âm còn hay ở Kinh Thành, lúc đó Y Tiểu Âm còn là một trong 4 đóa danh hoa trong truyền thuyết ở Kinh Đô. Năm đó Lý gia vẫn còn đang ở thế cực kỳ hưng thịnh. Mặc dù Vương gia cũng là gia tộc lâu đời, nhưng lại bị Lý gia chèn ép, mãi đến tận lúc Vương Khiếu Thiên bất ngờ xuất hiện. Vương Khiếu Thiên cũng là một thiên tài, cho dù là ở phương diện nào đều có được thiên phú của một yêu nghiệt, vào lúc 5-6 tuổi liền mang theo toàn bộ Vương gia giết ra khỏi sự phong tỏa của Lý gia, nhưng đáng tiếc Lý gia cũng không phải là hạng xoàng, trực tiếp mặt dày cử chiến lực mạnh nhất ra nghiền ép Vương Khiếu Thiên, kể từ đấy đứa trẻ thiên tài này liền mai danh ẩn tích. Không ngờ rằng sau 12 năm trời lại xuất hiện, hơn nữa còn trở thành kẻ đứng đầu thập công tử của kinh thành, cũng thật là mỉa mai. Chương 2292, kẻ xuyên Việt. Hạ Thiên nhìn về phía A Cửu, cười hì hì nói, cửu nha đầu, ngữ khí nói chuyện của bọn nhóc bây giờ đều đã phách lối tới vậy rồi sao? Đây cũng không phải là đứa nhóc, A Cửu cũng nhớ tới rất nhiều tin đồn liên quan tới vị đệ nhất công tử tân tấn này. Mà là một con mãnh thú bị Lý gia đại thiếu gia và Triệu công tử áp chế hơn 10 năm, bây giờ được thả ra. Đừng có nhắc tới Lý gia và Triệu công tử, một kẻ đã chết và một tên quyền nô, không có tư cách để đánh đồng với ta. Khắp khuôn mặt Vương Khiếu Thiên đều là vẻ ngạo nghễ, ánh mắt thì lại phát lạnh, hiện tại ta không ưa các ngươi, hoặc là bây giờ các ngươi quỳ xuống, xin lỗi ta, hoặc là hai người các ngươi đi với ta một chuyến, đi tới nhà ta làm khách. Hạ Thiên lười biếng nói, ta chỉ cho đồ ngu các ngươi một lựa chọn, lập tức cút cho ta. Chà, câu này rất có cá tính nha. Vương Khiếu Thiên quay đầu và nở nụ cười với đoàn người đi theo sau đó nói, xem ra người ở kinh thành nhận biết ta còn chưa đủ nhiều, ta cũng phải làm càng thêm. Lúc nói chuyện, hắn còn làm một tư thế buông tay, càng thêm khác người mới được. Tiếp đó, đưa tay nhấc bàn lên. A Cửu đương nhiên sẽ không để hắn thực hiện được. Lại lần nữa duỗi tay đè chặt, bất ngờ thay, suýt chút nữa không đè lại được. Chà, mỹ nữ, sức lực của ngươi cũng không tệ lắm. Vương Khiếu Thiên lộ ra vẻ mặt nghiền ngẫm, ta có chút hứng thú với ngươi, ta cho phép ngươi báo tên của mình. Còn ta thì không hề hứng thú với ngươi. A Cửu gặp qua không ít người tự cho mình là hay ho, cho nên không để ý lắm đến biểu hiện của Vương Khiếu Thiên, cũng không để nó ở trong lòng, không muốn ăn đòn thì mau chóng cút đi. Đừng có tự làm mất mặt ở chỗ này. Hạ Thiên không nhìn được nói, cửu nha đầu, đừng phí lời với hắn nữa, trực tiếp ném tên ngu này ra ngoài là được. Đã biết thân phận của ta, còn có thể bình tĩnh như thế, xem ra các ngươi hẳn cũng không phải là người bình thường. Vương Khiếu Thiên quan sát Hạ Thiên và A Cửu một cách tỉ mỉ, bèn lắc đầu, vậy chi bằng chúng ta tỏ rõ thái độ chơi với nhau một ván. Hứng thú ăn cơm đều bị bọn ngu các ngươi làm hỏng. Hạ Thiên khó chịu chừng Vương Khiếu Thiên một cái, hiện tại ngươi muốn cút cũng không được, để ta đánh một trận trước đã. Nhìn dáng vẻ của ngươi, nghe khẩu khí của ngươi, ta nghĩ ta đã đoán được ngươi là ai rồi. Vương Khiếu Thiên cười ha ha, chỉ vào Hạ Thiên, nói, ngươi chính là tên Hạ Thiên 12 năm trước đi khắp nơi nói mình là đệ nhất thiên hạ,
phải không? Những năm qua ta vẫn luôn khổ tu ở nước ngoài, chính là muốn về nước để báo thù rửa hận, kết quả là Lý gia lại bị ngươi tiêu diệt, thật xúi quẩy. Ta cũng tìm ngươi rất nhiều năm, nhưng tiếc là ngươi vẫn chưa lộ diện, hiện tại ta cuối cùng cũng gặp được ngươi. Hạ Thiên thuận miệng nói ra, bây giờ ta vẫn là đệ nhất thiên hạ. Chuyện đó thì chưa chắc, Vương Khiếu Thiên lắc đầu, có chút khinh bỉ nói ra, mười mấy năm trước, ngươi có thể đánh khắp thiên hạ mà không có đối thủ, điểm ấy không có gì đáng để kiêu ngạo cả, bởi vì khi đó ta còn đang ở nước ngoài. Hiện tại ta đã trở về, thiên hạ đệ nhất nhân chỉ có thể là ta. Hắn vươn ngón tay về phía Hạ Thiên, ngươi cũng là người sắp 40 tuổi rồi, đã sớm bị thời đại này đào thải. Bây giờ, là thời đại của ta. Đồ ngu, Hạ Thiên đối với lời này chỉ có một đánh giá, không hề tồn tại vấn đề thời đại đào thải hay không đào thải gì cả, mà là thời đại căn bản không theo kịp ta. Khẩu khí vẫn rất khá, chỉ là không biết thực lực đến cùng là như nào. Vương Khiếu Thiên cười lạnh một tiếng, bước một bước ngắn về phía trước, nắm chặt quả đấm, liền nhẹ nhàng đánh về hướng Hạ Thiên, vậy hãy để ta cho ngươi biết chênh lệch giữa ta và ngươi. Cú đấm này, trông có vẻ rất chậm, nhưng lại tràn trề sức mạnh. Trong phòng như thể là đột nhiên xuất hiện một ngọn núi lớn, trong không khí tràn ngập một cảm giác ngột ngạt khó tả. Hắn sẽ không phải là muốn. A Cửu không khỏi nhíu nhíu mày, xem ra tên Vương Khiếu Thiên này xác thực là có chút thực lực, chỉ ít người bình thường tuyệt đối không đánh ra được cú đấm như này. Tiếp đó, nàng nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng, nơi này chính là nơi công cộng, ngoài phòng khách chính là đường phố, còn có người lui tới. Oanh! Cú đấm tới trước mặt Hạ Thiên, bỗng dưng bạo phát ra uy lực to lớn, nổ tung giống như đạn pháo. Vách tường trong phòng khách trực tiếp bị đánh xuyên, đám người đang đi lại trên đường phố đều ngây ngẩn cả người, sau đó liền kinh hô và chạy tán loạn, còn tưởng rằng đã gặp phải bom tập kích. Người điên rồi à? A Cửu căm tức nhìn Vương Khiếu Thiên, quát mắng, coi như ngươi có sức mạnh bất phàm đi chăng nữa, cũng không nên dùng nó ở nơi công cộng, nếu như vô tình làm tổn thương đến người dân vô tội thì tính sao đây? Những gì mà ngươi nói thật là khiến ta thấy khó hiểu. Vương Khiếu Thiên cau mày, rất khó hiểu, nói ta khổ tu ở nước ngoài 12 năm, mới nhận được loại sức mạnh này, nếu như không thể dùng nó ở nơi công cộng, vậy chẳng phải là phụ lòng nhiều năm khổ tu của ta hay sao? Hơn nữa, thế giới này lấy đâu ra người dân vô tội, đó chỉ là run rế mà thôi. Loại giọng điệu này cũng không mới mẻ gì, bất kể là mười mấy năm trước tu tiên giả theo Vấn Thiên Quân xuyên Việt tới đây, hay là Tô Diệp sau này, đều cho là như vậy. Lẽ nào tên Vương Khiếu Thiên ở trước mắt cũng là tu tiên giả sao? A Cửu không lo lắng cho an nguy của Hạ Thiên, chỉ là không biết trước mắt tình hình này nên kết thúc như thế nào. Tên ngu này quả thật có chút kỳ quái. Thân hình của Hạ Thiên chợt lóe, nhìn chằm chằm Vương Khiếu Thiên một hồi lâu, hơi nghi hoặc một chút nói, xem ra tu tiên giả đã xuyên Việt qua đây, nhưng mà lại hoàn toàn không có khí tức của dị giới, hơn nữa gần đây hẳn là không có tu tiên giả xuyên Việt tới đây. Vậy mà không có chuyện gì, Vương Khiếu Thiên cũng có chút ngoài ý muốn nhìn Hạ Thiên, vậy thì tốt quá rồi, có thể chơi với ta thêm một lúc nữa. Chàng nói hắn là tu tiên giả ư, A Cửu kinh ngạc hỏi. Hạ Thiên cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu, hẳn là đã xuyên Việt qua đây từ lâu, chỉ là mất mười mấy năm mới hoàn toàn dung hợp với thân thể của tên ngu này. Chương 2293, yêu nghiệt, rắc rối mà nhà hàng gây ra, dẫn đến khách khứa bên trong hầu như đều đã chạy hết, nhưng đường phố xung quanh lại có không ít khán giả. Nơi này quá nhỏ, không đánh một cách thoải mái được. Vương Khiếu Thiên dường như đã nổi hứng. Chỉ vào Hạ Thiên rồi nói, có gan thì đi theo ta, để chúng ta đánh một trận cho thống khoái nào. Vừa dứt lời, chỉ thấy hắn nhảy lên khỏi mặt đất, trực tiếp bay lên không trung, không kiêng kỵ ánh mắt của những người xung quanh tí nào. Muốn đi theo xem thử không? A Cửu nhìn về phía Hạ Thiên, nhẹ giọng hỏi. Hạ Thiên gật gù, nếu đồ đần đó đã có quan hệ với tu tiên giả, thế thì ta đương nhiên muốn làm rõ mọi chuyện. Chàng không sợ hắn là cố ý thiết lập cái bẫy gì à, đang chờ chàng nhảy vào đấy. A Cửu luôn cảm thấy chuyện vừa rồi có chút quá xảo diệu, hơn nữa phát sinh quá nhanh, làm cho trong lòng nàng hơi hơi bất an. Hạ Thiên nghiêm túc nói, đối với ta mà nói, trong thế giới này không có cạm bẫy gì tồn tại cả. Vậy được, ta cũng muốn xem thử hắn đến cùng là thần thánh phương nào.
A Cửu cũng nghĩ thầm, Hạ Thiên vốn đã là một biến thái trong số các biến thái, nàng chưa từng thấy hắn chịu thiệt thòi gì bao giờ, cũng chưa thấy sẽ có người có thể thật sự uy hiếp được hắn. A Cửu vốn dĩ còn muốn nhắc nhở Hạ Thiên nhớ tính tiền, nhưng tiếc là đã muộn. Hạ Thiên ôm lấy cái eo thon của A Cửu, thân ảnh trực tiếp lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Chờ tới khi đến sân bãi mà Vương Khiếu Thiên đã chuẩn bị sẵn, Hạ Thiên và A Cửu cũng không khỏi ngẩn người. Triệu gia đại trạch, Triệu Hiểu Trác và Triệu Thanh Thanh đang thương thảo một vài chuyện có liên quan tới nhiệm vụ mà gần đây quan trường giao cho Thiên Đạo Tổ. Thanh Thanh tỷ, cha con Lạc Thị ở Thiên Đạo Tổ vẫn ổn đó chứ? Ngay khi Triệu Hiểu Trác dứt lời, làm như tùy ý hỏi một câu. Triệu Thanh Thanh cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đáp, hai cha con họ cũng coi như là cực phẩm, nói láo từ đầu tới cuối, khiến người ta không phân biệt được câu nào là thật, câu nào là giả. Ngươi không nhờ Hạ Thiên trợ giúp sao? Triệu Hiểu Trác kỳ quái hỏi. Hai người bọn họ đã hết tác dụng rồi, hiện tại thẩm vấn, cũng chỉ là muốn xác nhận thêm vài lần mà thôi. Triệu Thanh Thanh phản ứng lại, sao thế, có người muốn bảo lãnh bọn họ à? Triệu Hiểu Trác thản nhiên nói, Lạc Thiên Minh đã tỉnh lại, mang tất cả mọi thứ trong nhà đến bàn của ta và Viên Thế Hoàng. Chẳng lẽ các ngươi còn thiếu chút tiền của hắn sao? Triệu Thanh Thanh biết chắc nguyên nhân sẽ không phải là cái này, hay là nói trong đó có tấm séc khiến các ngươi động tâm rồi. Còn chưa tới mức tấm séc, Triệu Hiểu Trác có chút lo lắng, giải thích gần đây tình hình ở kinh đô gió nổi mây phun, tuy nói địa vị của Triệu gia chúng ta vẫn tính là ổn định, nhưng mà danh tiếng của mấy gia tộc mới nổi lại đang thịnh, đặc biệt là Vương gia với Tiêu gia. Hai nhà này có gì đặc biệt à? Trong đầu của Triệu Thanh Thanh nhớ tới cái người tự xưng là Thiên Cung Tiêu gia. Nhưng nàng chưa từng đề cập chuyện đó với Triệu Hiểu Trác. Triệu Hiểu Trác chậm rãi nói, trước đây, Tiêu gia chính là gia tộc lâu đời, chỉ là không biết tại sao lại mai danh ẩn tích một quãng thời gian, gần đây mới xuất hiện trở lại. Còn về Vương gia, quả thật có chút uy hiếp, năm đó chính là một gia tộc không kém gì Lý gia, chỉ là trở mặt với Lý Phá Vân, sau đó bị chèn ép. Thế là rời thế lực ra nước ngoài, bây giờ đã về nước, hơn nữa còn dẫn theo một tên yêu nghiệt trở về. Yêu nghiệt, Triệu Thanh Thanh không rõ. Chính là Vương Khiếu Thiên. Triệu Hiểu Trác giải thích với Triệu Thanh Thanh, nghe nói lúc chào đời đã bị thiểu năng, nhưng mà tới lúc 5-6 tuổi, thì đột nhiên lại mở được khiếu huyệt, lập tức trở thành thần đồng thiên tài toàn năng, suýt chút nữa còn mang theo Vương gia đánh bại Lý gia. May mà lão già Lý Phá Vân kia mặt đủ dày, phái đứa cháu trai mạnh nhất của hắn ra, trực tiếp thu thập Vương Khiếu Thiên. Sau đó, Vương gia mới chuyển thế lực ra nước ngoài, và tên yêu nghiệt đó cũng được đưa đi nước ngoài. Ngươi nói làm ta cũng nhớ ra rồi. Dù sao Triệu Thanh Thanh cũng là người của Triệu gia, mặc dù ở sống ở Giang Hải đã lâu, nhưng tin tức ở Kinh Đô vẫn rất rõ ràng, 12 năm trước quả thật rất ầm ĩ. Hắn hẳn là vừa mới về nhà chưa được bao lâu thì phải. Vẫn chưa đến nửa tháng, nhưng đã là kẻ đứng đầu thập công tử của Kinh Đô. Triệu Hiểu Trác hơi có chút nhức đầu. Nói ra, con đường của tiểu tử này khá giống với Hạ Thiên, làm việc hoàn toàn trắng trợn không kiêng dè, không cân nhắc bất kỳ hậu quả gì, hơn nữa thực lực cực kỳ cao, lực phá hoại cũng rất kinh người. Trong nửa tháng nay, đã tới cửa đánh cho mấy gia tộc đều không ngóc đầu lên nổi. Triệu Thanh Thanh có chút tò mò hỏi, thực lực cao bao nhiêu? Rất có thể không kém gì Hạ Thiên năm đó. Triệu Hiểu Trác suy nghĩ một hồi, rồi trịnh trọng nói. Vừa nói ra câu này, Triệu Thanh Thanh cũng không nhìn được bắt đầu xem trọng, lẩm bẩm nói ra, nếu quả thật là như vậy, thế thì Vương Khiếu Thiên cũng có chút khả nghi. Triệu Hiểu Trác nhíu nhíu mày, hiện tại ta có loại dự cảm chẳng lành, luôn cảm thấy chuyện tiểu tử này đột nhiên trở về nước ắt có âm mưu, nếu như không phải là nhắm đến Triệu gia, thế thì cũng có khả năng là nhắm đến Hạ Thiên. Hy vọng là hắn và Hạ Thiên có thể chạm mặt nhau trễ chút, như vậy thì chúng ta mới có khoảng trống. Trước hết điều tra rõ những năm qua Vương gia rốt cuộc đã làm gì ở nước ngoài, với cả việc Vương Khiếu Thiên học được bản lĩnh quỷ dị đó từ đâu. Ngay lúc này, Triệu Thanh Thanh nhận được một cú điện thoại, sắc mặt khẽ biến, có chút cười khổ nói, tính toán của ngươi thất bại rồi. Có ý gì? Triệu Hiểu Trác ngẩn người. Triệu Thanh Thanh bật cười, nói Thiên Đạo Tổ báo cáo, sư phụ và Vương Khiếu Thiên đang xung đột với nhau ở một nhà hàng, hình như là đã đánh nhau. Chương 2294, ngươi chính là vũ nữ. Tiên Vân Đại Lục,
quận Bắc Vân. Mưa vẫn còn đang rơi, trong bóng đêm còn đọng lại hơi nước dính áo. Hạ Lãnh mang theo Cơ Cửu, Tiêu Tú Nhi và cả Phong Thiên Linh, cùng đi đến chỗ ở của Khổng Thanh Tùng, người chủ khách sạn. Ở đây cũng là một cái sân, nhưng trông có vẻ xinh xắn và khác biệt, thứ đập vào mắt đầu tiên là đủ loại hoa cỏ được cắt xén tương đối ngay ngắn. Tiêu Tú Nhi không nhịn được mở miệng nói, hoa đẹp như vậy, tại sao lại không chuyển chúng vào trong nhà, mà lại phải để chúng ở ngoài này để mắc mưa? Quả thật là có chút kỳ lạ, nếu như Khổng Thanh Tùng là người yêu quý hoa cỏ, thế thì hẳn là phải chuyển hoa cỏ vào trong nhà, dù sao mấy ngày nay trời mưa xối xả liên miên, chẳng lẽ không sợ để ở bên ngoài sẽ bị úng nước sao? Nhưng nếu mà hắn không có hứng thú với hoa cỏ, thì cần gì phải phí thời gian và công sức để cắt xén chúng trở nên ngay ngắn như vậy làm chi? Hạ Lãnh cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ nhất thời, rất nhanh liền quẳng nó sang một bên. Gian phòng của Khổng Thanh Tùng đèn đuốc sáng trưng, lờ mờ có tiếng đàm tiếu truyền tới. Khổng lão bản, ngài có ở nhà không? Cơ Cửu lập tức tiến lên gõ cửa một cái, bọn ta là khách của Thanh Trúc Viện, có việc muốn làm phiền một chút. Người mở cửa là một gã sai vặt, nhìn thấy đám người Hạ Lãnh cũng không cảm thấy bất ngờ, thản nhiên nói, ông chủ mời các ngươi vào nhà. Bốn người Hạ Lãnh đi theo gã sai vặt vào trong nhà, tháo đôi giày dính chút nước ra, rồi mới tiến vào phòng khách. Hóa ra là Hạ công tử, không thể tiếp đón các ngươi từ xa. Khổng Thanh Tùng quả nhiên ở đây, điều kỳ quái đó là trong sảnh chỉ có một mình hắn, thế còn những tiếng đàm tiếu vừa nãy là đến từ đâu, không đời nào là Khổng Thanh Tùng tán gẫu với gã sai vặt vào lúc nửa đêm được. Nhóm Hạ Lãnh vừa mới ngồi xuống, gã sai vặt liền chịu khó rót trà nóng cho bốn người bọn họ. Đêm đã khuya, Hạ công tử còn chưa ngủ, tìm Khổng mỗ là có chuyện gì sao? Khổng Thanh Tùng nở nụ cười hời hợt. Khổng lão bản cũng chưa ngủ sao? Hạ Lãnh hỏi ngược lại một câu. Khổng Thanh Tùng khoát tay áo một cái, Khổng mỗ chẳng qua là đã quen ngủ trễ, mỗi đêm đều phải đọc mấy cuốn sách giải trí thì mới ngủ được. Vừa nãy có hai tên sát thủ che mặt đánh lén bọn ta. Hạ Lãnh cũng không muốn vòng vo tam quốc, trực tiếp nói thẳng, ở ngay trong phòng này. Khổng Thanh Tùng dừng một chút, thở dài một hơi, vậy các ngươi nên nghe theo lời khuyên của Khổng mỗ, ngồi yên ở trong phòng đừng nhúc nhích mới phải chứ. Ngươi có ý gì, muốn để cho bọn ta đều bị giết chết sao? Tiêu Tú Nhi nổi giận đùng đùng, trừng mắt nhìn Khổng Thanh Tùng, lẽ nào hai người bịt mặt là do ngươi dàn xếp? Ta và các ngươi không cừu không oán, vì cớ gì lại dàn xếp sát thủ cơ chứ? Khổng Thanh Tùng cảm thấy buồn cười, nói cách suy nghĩ của tiểu cô nương nhà ngươi cũng có phần cổ quái. Hạ Lãnh nhìn con mắt của Khổng Thanh Tùng, hỏi, vừa nãy Khổng lão bản khiến ta có chút khó hiểu, bây giờ vừa vặn muốn thỉnh giáo ngươi một chút. Kỳ thực đã không còn gì để nói cả. Khổng Thanh Tùng thở dài, cái gọi là sát thủ che mặt, chẳng qua chỉ là ảo giác mà thôi, lẽ nào Hạ công tử không nhìn ra sao? Không đúng, Hạ Lãnh lắc đầu. Cơ Cửu cũng cảm thấy đó không phải là ảo giác, Khổng lão bản thật sự coi bọn ta là đồ ngu sao? Không tin, thế thì bây giờ các ngươi đi về xem thử. Khổng Thanh Tùng cười nói, hai người gọi là sát thủ còn ở đó nữa hay không? Vừa nói lời này ra, Hạ Lãnh càng tin tưởng vị Khổng Thanh Tùng này khẳng định là đang che giấu điều gì đó với bọn họ. Cơ Cửu bất chợt rời đi, quay trở lại kiểm tra tình hình. Rất nhanh liền trở lại, thấp giọng nói với Hạ Thiên, thi thể của sát thủ cũng không thấy đâu, chỉ còn lại hai bãi nước màu đen. Đó là sứ giả của vũ nữ. Khổng Thanh Tùng chậm rãi nói ra, là người dùng để thăm dò các ngươi, điều này nói rõ các ngươi đích thật đã bị theo dõi. Tiêu Tú Nhi không hiểu, nói, vũ nữ gì gì đó không phải là truyền thuyết thôi sao, lúc trước ngươi cũng có nói qua. Là truyền thuyết, sắc mặt của Khổng Thanh Tùng nghiêm túc, cũng là thật. Hạ Lãnh nhìn Khổng Thanh Tùng, bỗng nhiên nói ra, ngươi chính là vũ nữ. Hạ công tử thật biết nói đùa, Khổng mỗ rõ ràng là nam tử. Khổng Thanh Tùng cười gượng hai tiếng, giơ tay giải thích hơn nữa. Ngươi không cần giải thích, Hạ Lãnh thản nhiên nói, ngươi có mục đích gì, hoặc là nói muốn làm gì, ta không cần biết, cũng không có bất kỳ hứng thú gì, thế nhưng ngươi cũng đừng trêu chọc ta. Bọn ta chỉ là khách qua đường mà thôi. Khổng Thanh Tùng cười yếu ớt, nhìn Hạ Lãnh, Hạ công tử lo xa quá rồi. Hạ Lãnh cũng không nhiều lời, trực tiếp mang Cơ Cửu,
Tiêu Tú Nhi và Phong Thiên Linh rời đi. Cũng không lâu lắm, một bóng người từ trên trần nhà rơi xuống. Chủ nhân, tên Hạ công tử này rất có thể chính là lãnh diện tiểu tà quân mà Thánh Vân truy sát lệnh nói đến, tại sao lại không giết hắn đi? Khổng Thanh Tùng thản nhiên nói, Thánh Vân môn cũng chỉ là một môn phái tam lưu mới thành lập mà thôi, Bạch Ngọc công tử cũng không ra lệnh cho ta được. Để bọn hắn ở đây, lỡ mà làm hỏng chuyện lớn của chúng ta. Bóng người kia vẫn còn có chút lo lắng nói, chuẩn bị nhiều năm như vậy, chỉ thiếu một bước này. Đúng vậy, chỉ thiếu một bước này. Sau khi mọi chuyện thành công, vị Bạch Ngọc công tử, Hồng Phong công tử gì đó, ở trước mặt Thanh Tùng công tử đều chỉ là run rế. Ngữ khí của Khổng Thanh Tùng trở nên kiên định, nói tiếp tục phân phó, để mắt đến bọn họ, chỉ cần bọn họ tự ý rời khỏi Ngự Tiên Cư, thì cứ giết. Bóng người kia cúi đầu nhận lệnh, sau đó thân hình hòa vào trong màn đêm. Chương 2295, kế sách lâu dài. Tiên Vân Đại Lục, Lam Kinh, đảo Thần Tiên. Trời vừa mưa xong, không khí vô cùng trong lành. Năm cô gái tuyệt sắc giống như thiên tiên đang nói chuyện phiếm trong phòng trà, trong đó có một nữ tử mặc váy màu xanh đậm, đang cầm trong tay một tấm lệnh bài, cười nói, băng băng tỷ, con của chúng ta hình như bị người ta truy nã kìa. Truy nã hả? Lông mày của Lãnh Băng Băng nhăn lại, sắc mặt không hiểu nhìn về phía Diệp Mộng Oánh đang nói chuyện. Liễu Mộng trừng mắt lên, có chút bất mãn nói, lãnh nhi nhà chúng ta chính là hoàng tử của cơ triều, ai dám truy nã hắn, chán sống rồi sao? Tên khốn truy nã hắn ở đâu, hiện tại ta liền qua đó đánh chết bọn chúng. Mộng Mộng, trước hết ngươi đừng kích động, nghe Mộng Oánh nói hết đã. Lãnh Băng Băng kéo Liễu Mộng, nàng xem vẻ hài hước trên mặt Diệp Mộng Oánh là biết chắc không phải là chuyện lớn gì. Ngươi cũng đừng có thừa nước đục thả câu. Kiều Tiểu Kiều nhìn Diệp Mộng Oánh một cái, cười nói, là Mộc Hàm tỷ và Mỹ Nhi tỷ có tin tức truyền tới. Liễu Mộng thuận miệng hỏi, các nàng không phải vừa mới trở về Ngự Tiên Tông hay sao, nhanh như vậy mà đã có tin tức truyền về rồi ư? Điều này nói rõ tiểu tử kia không sống yên ổn, ở Vân Châu làm ra không ít chuyện. Diệp Mộng Oánh vuốt vuốt lệnh bài trong tay, cười nói, còn đạt được một cái mỹ danh mới lãnh diện tiểu tà quân. Tôn Hình Hình ngồi ở bên cạnh còn có chút lo lắng, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế? Sự việc cũng không phức tạp lắm, bên Vân Châu có mấy tiểu môn phái muốn tham gia nghịch tiên hội, nhưng đáng tiếc bọn họ còn chưa có tư cách tham dự, thế là muốn liên hợp lại. Diệp Mộng Oánh vẫn cười cười, chậm rãi nói, tiểu tử kia vừa vặn tạt qua, liền bị túm qua làm nhân chứng. Sau đó không biết như thế nào mà lại xảy ra xung đột với đám người đó. Tôn Hình Hình không nhìn được hỏi tới, sau đó thì sao? Lãnh Nhi không sao chứ? Tiểu tử đó dù sao cũng là tu tiên giả, đối phó với những môn phái giang hồ này, đã là dùng dao mổ trâu giết gà, rồi. Diệp Mộng Oánh cười nhạt, có điều, tiểu tử cũng có chừng mực, cũng không có làm chết người. Lãnh Băng Băng hỏi, thế lãnh diện tiểu tà quân là sao thế? Mấy tiểu môn phái ở Vân Châu hợp thành một phái, gọi là Thánh Vân Môn. Diệp Mộng Oánh mỉm cười giải thích, trưởng môn mới mà bọn họ lựa ra bị tiểu tử đó đánh, trong lòng thù dai, nên đã hạ một cái lệnh truy sát, nói rằng tiểu tử là người của tà đạo, liền lấy bí danh lãnh diện tiểu tà quân. Kiều Tiểu Kiều nhìn Lãnh Băng Băng một lát, nhẹ giọng nói, băng băng tỷ, chuyện này ảnh hưởng tới Lãnh Nhi không nhiều nhưng cũng không ít, chúng ta có cần âm thầm xử lý Thánh Vân Môn không? Mặc dù Lãnh Băng Băng quan tâm con trai, nhưng khi xưa nàng là cảnh sát, nguyên tắc đối nhân xử thế từ trước đến giờ của nàng không phải là lấy tiêu diệt làm chủ, cân nhắc một hồi, sau đó nói, tạm thời không cần để ý tới, nhưng có thể phái người bí mật giám sát môn phái kia, xem bọn hắn rốt cuộc là có lai lịch gì. Việc này dễ làm, để Mộc Hàm tỷ và Mỹ Nhi tỷ sắp xếp là được. Kiều Tiểu Kiều cũng cảm thấy xử trí như vậy là thỏa đáng nhất. Nếu mỗi lần hạ lãnh xảy ra chuyện gì là phải ra tay bảo vệ, thế thì sẽ không có lợi ích gì cho sự trưởng thành của hắn. Nhưng mà cũng không thể triệt để bỏ mặc, dù sao nơi này là Tiên Vân Đại Lục chứ không phải là trái đất, vẫn còn tồn tại rất nhiều mối nguy hiểm chưa được biết đến, ngay cả các nàng cũng phải chuẩn bị tinh thần để ứng đối. Nhàm chán thật đấy, không thể để ta đi ra ngoài đánh người một cách thoải mái được sao? Liễu Mộng cảm thấy cách xử lý này không tốt chút nào. Các ngươi đều có chuyện phải làm, tranh thủ thời gian đi. Chỉ có một mình ta là không có chuyện gì để làm, nhớ tiểu tử đó thật.
thế thì cho ngươi tìm một chút chuyện để làm, được chưa? Kiều Tiểu Kiều cũng cảm thấy không thể để cho Liễu Mộng quá rảnh rỗi, nếu không thì sớm muộn sẽ có chuyện, gần đây Cơ Nữ Hoàng và Nguyệt Tỷ Tỷ không phải là đang chuẩn bị An Thiên Hội hay sao, có vài môn phái tu tiên cần xét duyệt tư cách, ngươi đi hỗ trợ đi. Vui không, Liễu Mộng chỉ quan tâm một vấn đề. Diệp Mộng Oánh nhìn Kiều Tiểu Kiều một cái, biết nàng đang có ý đồ gì, thế là bổ sung thêm, đương nhiên là vui, bảo đảm ngươi có thể đánh nhau mỗi ngày. Liễu Mộng cao hứng nhảy cẫng lên, vậy thì tốt quá, ta đi tìm Nguyệt Tỷ Tỷ ngay đây. Dứt lời, Liễu Mộng liền ra khỏi phòng trà, không thấy bóng dáng. Những người khác nhìn nhau, không khỏi mỉm cười lắc đầu, vẫn là Liễu Mộng sống rất đơn giản và ung dung. Lần này cái gọi là nghịch tiên hội, tuy nói là do Phiêu Miểu Tiên Môn và Cơ Thị Hoàng Triều kết hợp tổ chức, nhưng cũng không phải không liên quan gì tới các nàng, bởi vì đến lúc đó sẽ có vô số loại người, tiên phàm ma yêu vào tới Lam Kinh, các nàng cũng phải mau chóng chuẩn bị cho kỹ, để ứng đối với đủ loại tình hình bất ngờ phát sinh lúc đó. Hiện tại các nàng còn có thể tranh thủ thời gian, qua một thời gian ngắn nữa, phỏng chừng liền sẽ bận bù đầu bù cổ. Có điều, mọi thứ đều đáng giá, đều là vì nghênh tiếp những thách thức của liên minh tu tiên trong tương lai. Uống trà xong, các nàng liền đường ai nấy đi. Chương 2296. Ngươi còn nhớ nơi này không? Trái đất, Kinh Đô. Hạ Thiên và A Cửu theo Vương Khiếu Thiên đi tới một vùng phế tích mọc đầy cỏ dại. Ở đây được bao bọc bởi núi và sông ngòi, phong cảnh tương đối đẹp. Coi như là người không hiểu phong thủy, cũng cảm thấy nơi này là một vùng đất chủ phú có phong thủy cực tốt, nhưng trông như đã bỏ hoang được chí ít hơn 10 năm rồi, thật sự là rất cổ quái. Hạ Thiên, ngươi còn nhớ nơi này không? Vương Khiếu Thiên cũng không vội động thủ, mà trái lại là bắt chuyện phiếm với Hạ Thiên. Nhưng mà Hạ Thiên không có hứng thú phí lời với một người đàn ông, trực tiếp nói, muốn đánh thì đánh mau, cứ lại nhảy miết, như một con đàn bà. A Cửu ngắm nhìn xung quanh, trong lòng mơ hồ có cảm giác nhận biết, nhưng trong chốc lát lại không nhớ ra. Xem ra ngươi đã quên, Vương Khiếu Thiên vỗ tay một cái, chỉ một cái hồ ở nơi xa, ta nhắc cho ngươi một xíu. Đây là số 1 đường Mộc Tử, cái hồ phía trước là hồ Đàm Long. Cái gì mà Mộc Tử Diệp Tử, tên đần nhà ngươi rốt cuộc là muốn nói cái gì? Hạ Thiên hơi mất kiên nhẫn, nói nhảm nữa là ta trực tiếp đánh ngươi đó. Đây là địa chỉ lúc đầu của Lý gia. A Cửu lúc này mới nhớ ra, ngươi đưa bọn ta đến nơi này là muốn làm gì? Lẽ nào tên đần nhà ngươi muốn thay Lý gia báo thù sao? Hạ Thiên cũng nhớ ra, 12 năm trước chính là tại đây. Hắn phá hủy Lý gia, đánh bại Lý Phá Vân, khiến cho Lý gia tộc đã từng có khả năng trở thành đệ nhất gia tộc ở Kinh Đô tan thành mây khói, từ đấy về sau biến mất khỏi lịch sử. Ta cũng không phải là con ngoan cháu hiếu của Lý gia, tại sao phải thay Lý gia báo thù chứ? Trong ánh mắt Vương Khiếu Thiên tràn đầy vẻ trào phúng, cười nhạo nói, năm đó lão bất tử Lý Phá Vân kia lừa ta một vố, hại ta gân cốt đều bị phế, kể từ đó Vương gia thất bại hoàn toàn. Ta cũng đành phải chật vật trốn ra nước ngoài trị liệu. Nếu không phải ta có kỳ ngộ khác, thì Vương gia bọn ta đúng thật là vĩnh viễn không thể nào trở mình. A Cửu nhìn Vương Khiếu Thiên, cười nói như vậy, Hạ Thiên chính là ân nhân của ngươi, ngươi nên cảm kích hắn mới phải, tại sao lại còn lấy oán báo ơn cơ chứ? Hừ, sắc mặt của Vương Khiếu Thiên khẽ biến, ngũ quan đều nhăn lại, trông vô cùng dữ tợn mắng, cho má ân nhân. Ai cho phép hắn giết tứ huynh đệ của Lý gia, ai cho phép hắn đánh bại Lý Phá Vân, ai cho phép hắn diệt Lý gia. Lý gia chỉ có thể do ta tiêu diệt, tứ huynh đệ của Lý gia cũng chỉ có thể chết dưới tay ta, lão cẩu Lý Phá Vân kia cũng chỉ có thể bại dưới tay ta. Mẹ nó, ngươi tính là thứ gì? Lại một tên ngu có đầu óc không bình thường. Hạ Thiên bĩu môi. A Cửu cũng cảm thấy tên Vương Khiếu Thiên này như người điên, mạch não khác với người bình thường. Người như thế tốt nhất là nên đi bệnh viện tâm thần, nếu không một khi tâm tình bị kích động, sẽ rất dễ đi về phía cực đoan, làm ra một vài chuyện tạo thành tổn hại cực lớn đối với công chúng. Ta đúng là không bình thường, nhưng ngươi cũng giống như thế. Vương Khiếu Thiên chỉ vào Hạ Thiên, lạnh giọng nói, bởi vì ngươi diệt Lý gia, hại ta không cách nào báo thù, cho nên ta phải giết ngươi, mới có thể rửa mối hận trong lòng ta. Đương nhiên, ta sẽ để ngươi toàn thây. Dù sao từ trên người ngươi, ta cũng học được một cái đạo lý, chỉ cần có đủ thực lực, thì có thể nghiền ép tất cả quy tắc.
A Cửu không nhìn được nhổ nước bọt một câu, đầu óc của ngươi không chỉ có bệnh, mà chỉ số IQ của ngươi cũng bị chó ăn rồi sao? Chỉ số IQ có tác dụng chó gì? Vương Khiếu Thiên lộ vẻ phản bác, năm đó chỉ số IQ của ta là 200, 6 tuổi liền dẫn theo vương gia đột phá vòng vây của ba nhà Lý Triệu Tống, rồi sao nữa, còn bị vũ lực cắt đứt tứ chi, trực tiếp đánh thành kẻ ngu ngốc. Hiện tại, ta có sức mạnh siêu phàm, có kẻ địch gì là trực tiếp nghiền ép, khiến người khác biến mất là được, hà tất gì phải dùng trí. Lời này nghe có chút thú vị, Hạ Thiên hiếm khi tán đồng quan điểm của người khác, mặc kệ làm chuyện gì, lòng vòng quanh co cũng là vì thực lực không đủ. Người thật sự vô địch thiên hạ, căn bản không cần cái gọi là kế hoạch, cũng không sợ hãi bất kỳ âm mưu gì. Tên ngu ngốc nào dám trêu ta, trực tiếp giết chết là được. Hạ Thiên, trong tên của ngươi có thiên, trong tên của ta cũng có thiên. Vương Khiếu Thiên chỉ tay vào người Hạ Thiên, cao giọng quát lên, ngày hôm nay phải xem thử, đến cùng là ai mới xứng với chữ thiên trong đệ nhất thiên hạ, ngươi có dám tiếp nhận lời khiêu chiến của ta hay không? Nói nửa ngày cũng chả có tác dụng quái gì. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, đệ nhất thiên hạ xưa giờ chỉ có ta, tên ngu như ngươi không có tư cách khiêu chiến ta. Vương Khiếu Thiên cười đắc ý, siết chặt nắm đấm, một luồng khí thế mênh mông trong nháy mắt giải phóng ra ngoài, ép cho không khí xung quanh như sắp nổ tung. Đây là cảm giác ngột ngạt do phóng thích linh khí sao? A Cửu nghĩ thầm tiểu tử này quả thật không đơn giản, loại khí thế này tuyệt đối không phải là phàm phu tục tử có thể sở hữu, xem ra lại bị lưu manh đáng chết nói chúng rồi. Hạ Thiên, đi chết đi. Vương Khiếu Thiên điên cuồng giống với Hạ Thiên, cánh tay bỗng dưng co về phía sau, tiếp theo đó liền dồn sức vung nắm đấm ra. Cú đấm này, không hề hoa mỹ, bình thường giống như là các hài tử trong nhà ẩu đả nhau khi chơi nhà tròi, trong đó sức mạnh lại cuốn lên tầng mây rồi lại hạ xuống, cuồng phong chợt nổi, phảng phất nửa phiến thiên địa đang trong cú đấm đó. Chỉ bằng tránh trước đi, trong lòng A Cửu cả kinh, không khỏi nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên phản bác, bĩu môi Cửu nha đầu, loại quyền này, trông có vẻ rất lợi hại, nhưng kỳ thực không cần phải tránh. Lúc nói lời này, mặt đất mà Hạ Thiên và A Cửu đang đứng đều bị quyền phong cuốn lên, những vách tường đổ nát ở bên cạnh cũng bị hóa thành đất đá bay mù trời. Chàng chắc chứ, A Cửu cảm nhận được một cảm giác nghẹt thở mong manh. Hạ Thiên không nói gì, vẫn là dáng vẻ lười biếng như trước, căn bản không có nhìn cú đấm sắp nện vào người ở trước mặt. A Cửu không chịu được cảm giác ngột ngạt này, quyết định lập tức phản kích, thân hình vọt tới bên cạnh Vương Khiếu Thiên, nhấc chân liền đạp. Kết quả, đạp xong một cước này, Vương Khiếu Thiên kia cũng chỉ là hư ảnh, trong lòng A Cửu cả kinh, người thật đi đâu mất rồi. Cẩn thận phía sau chàng, A Cửu lập tức liếc nhìn bốn phương tám hướng, con người bỗng dưng co rụt lại, hét lớn một tiếng về phía Hạ Thiên. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy mấy trăm Vương Khiếu Thiên bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng Hạ Thiên, sau đó đồng thời đánh ra một quyền. Oanh, quyền phong nổ tung. Bán kính mấy chục dặm xung quanh chỗ Hạ Thiên đều bị oanh thành bình địa. Chương 2297, bây giờ vớt lên có lẽ vẫn còn sống. Khói bụi mịt mù, Vương Khiếu Thiên đứng thẳng người lên, hai tay để ở sau lưng, ra dáng võ học tông sư. Cú đấm này, không chỉ là cú đấm, mà còn là oán hận, cừu hận, thống khổ và chấp niệm mà ta tích tụ 12 năm qua. Hai mắt của Vương Khiếu Thiên lăng lệ nhìn lên bầu trời. Cú đấm này vốn nên đánh vào người lão giả Lý Phá Vân kia, đánh vào người Lý gia tứ huynh đệ, đánh vào toàn bộ Lý gia. Hiện tại người thay Lý gia đỡ lấy cú đấm này, cũng là thiên đạo luân hồi. Chỉ chốc lát sau, bụi mù tản đi, trên mặt Vương Khiếu Thiên lộ ra vẻ ngạo nghễ, Hạ Thiên, người chết không oan. Nơi xa, A Cửu nhíu chặt lông mày, nàng không tin Hạ Thiên sẽ chết, chỉ là trong lòng đích thật cũng có chút lo lắng. Đồ đần nhà ngươi mới chết. Âm thanh lười biếng của Hạ Thiên vang lên giữa không trung, tiếp theo đó thân hình lóe lên, nhẹ nhàng hạ xuống bên người A Cửu. Vương Khiếu Thiên nhíu chặt hai hàng lông mày, trong đôi mắt hiện đầy vẻ khó tin, lạnh lùng nói, không thể, tuyệt đối không thể có người tránh khỏi cú đấm vừa nãy của ta. Cú đấm vừa nãy của ngươi rất bình thường mà, cũng không có gì đặc biệt, với lại ta cũng không có tránh. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, chỉ là do tên ngu ngốc nhà ngươi đánh chật mà thôi. Đánh chật, Vương Khiếu Thiên sững sờ, tiếp theo xua tay phủ nhận, không đời nào, sao ta lại đánh chật được.
Đây chính là phép thuật mà chỉ có tu tiên giả mới có thể tu hành, khi luyện đến đỉnh phong, một quyền đủ để hủy thiên diệt địa, huống hồ chi là sâu kiến như ngươi. Cho nên mới nói ngươi là một tên ngu. Hạ Thiên hơi bực mình, nói, dù là pháp thuật hay võ thuật, nắm đấm không phải dùng như thế, để ta dạy ngươi. Vương Khiếu Thiên đối với lời này khịt mũi coi thường, ngươi tính là thứ gì, mà cũng xứng để dạy. Ặc, lời còn chưa nói hết, cú đấm của Hạ Thiên liền đã đập vào mặt của hắn. Ta không tin, đây nhất định là ảo giác. Vương Khiếu Thiên bò dậy từ dưới đất, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hoàn toàn không biết mình trúng chiêu như thế nào. Nếu như nói nắm đấm của Hạ Thiên huyền diệu, hoặc là nói tốc độ nhanh, thì hắn còn có thể tự an ủi bản thân, nhưng cú đấm vừa rồi của Hạ Thiên rõ ràng chính là một quyền bình thường, ngay cả quyền phong cũng không có, không khác gì cú đấm mà tiểu hài tử đánh ra, chuyện này khiến hắn không thể nào tiếp nhận được. Hạ Thiên cười hì hì nói một câu, có phải là ảo giác hay không, coi như trong lòng ngươi không rõ, nhưng mũi của ngươi có thể cảm nhận được. Vương Khiếu Thiên đưa tay sờ cái mũi, quả nhiên tay dính đầy máu, thế là càng nổi giận hơn, Hạ Thiên, ngày hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Ai cũng không thể cứu được ngươi. Đồ đần nhà ngươi mới chết thì có. Hạ Thiên khó chịu nói, quấy rối ta ăn cơm với cửu nha đầu thì đã đành, ban đầu còn cho rằng ngươi có thể để ta thỏa mãn một chút, kết quả vẫn chỉ là một phế vật. Ngươi bớt nói nhảm, Vương Khiếu Thiên lắc mình đến trước người Hạ Thiên, song quyền như vũ bão, trong nháy mắt đánh ra mấy trăm tàn ảnh, cùng nhau oanh tới vị trí trái tim của Hạ Thiên. Hạ Thiên vẫn tỏ vẻ không có chút rung động nào, chờ quyền ảnh tới gần, mới lờ đờ đưa tay ra. Đùng! Chỉ là tùy ý vỗ một cái, liền vỗ cho tàn ảnh đầy trời biết mất hoàn toàn, bởi vì một chưởng này trực tiếp vỗ vào mặt Vương Khiếu Thiên, đập bay cả người hắn đến hồ nước cách đó mấy chục mét. Không phải chàng nói hắn là tu tiên giả xuyên Việt tới đây sao, sao lại yếu đến vậy? A Cửu sững sờ nhìn đầm long hồ nổi gợn sóng, hơi sửng sốt, nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên gật gật đầu, trịnh trọng giải thích, đúng vậy. Trong thân thể hắn đúng là có linh hồn của một tu tiên giả xuyên Việt qua đây. Bất quá, tên tu tiên giả kia quá phế vật, tên ngu ngốc này cũng là phế vật, hai tên phế vật dung hợp lại với nhau, vẫn chỉ là phế vật mà thôi. Còn có chuyện như này nữa à? A Cửu nghe lời giải thích này, có chút ngỡ ngàng, bởi vì Hạ Thiên thường có chút mâu thuẫn với thưởng thức và nhận thức của nàng, tu tiên giả không phải đều rất khó đối phó sao? Trong tu tiên giả cũng có thiên tài và đồ đần. Hạ Thiên đưa tay nắm lấy eo của A Cửu, cười hì hì nói, coi như là tắp phê kép dị giới tới, cũng không có nghĩa là bọn họ nhất định phải lợi hại. Cửu nha đầu, bây giờ nàng cũng là tu tiên giả, tu luyện thêm một chút, khẳng định lợi hại hơn tên ngu ngốc này. Đối với chuyện bản thân là tu tiên giả, A Cửu còn chưa có nhiều cảm giác chân thật, vẫn luôn coi mình như người bình thường, cùng lắm là cảm thấy sức mình lớn hơn trước đây một tí, và võ công mạnh hơn trước đây một chút mà thôi. Lúc này, xa xa có một bóng người gấp gáp vào tới, đến gần liền mở miệng hỏi, sư phụ, A Cửu, các ngươi không sao chứ? Người tới chính là Triệu Thanh Thanh, sau khi nàng nhận được tin tức của Thiên Đạo Tổ gửi tới cho nàng, lập tức chạy tới nhà hàng xảy ra chuyện kia, kết quả là phát hiện hai người Hạ Thiên đã không còn ở nơi đó nữa. Nàng thuận tiện để lại mấy tên thuộc hạ thu dọn tàn cuộc ở nơi đó, còn nàng thì cấp tốc tìm kiếm tung tích của Hạ Thiên ở trong thành. Tên Vương Khiếu Thiên kia đâu? Triệu Thanh Thanh lạc đi tới trước mặt Hạ Thiên, nhìn chung quanh, không khỏi hỏi, sư phụ, đừng bảo ngươi đánh chết hắn rồi hả? Hạ Thiên còn chưa nói, A Cửu duỗi tay chỉ vào đầm long hồ, vừa mới rơi vào trong hồ, bây giờ ngươi đi mò thì có lẽ còn sống. Chương 2298, mấy tên ngu ngốc này tới tìm nàng. Không chết là tốt rồi, cao tầng đã hạ lệnh, muốn giữ lại mạng của tiểu tử kia. Triệu Thanh Thanh bỗng nhảy tới bên hồ, nhìn trong hồ hai lần, sau đó gọi điện thoại, gọi thêm mấy thành viên của Thiên Đạo Tổ tới đây, dùng lưới đánh cá vớt Vương Khiếu Thiên không rõ sống chết lên. Loại đồ đần này chết thì chết, giữ lại cũng chỉ lãng phí lương thực. Hạ Thiên lười biếng nói. Triệu Thanh Thanh cũng đồng ý quan điểm của Hạ Thiên, sư phụ, người nói đúng lắm. Chỉ có điều hiểu chắc bảo ta tới cứu tiểu tử này, để ngươi chớ đánh hắn chết. Nói là vương gia còn có tác dụng. Thanh Thanh nha đầu, ngươi ăn cơm chưa? Hạ Thiên không quan tâm những chuyện này, thuận miệng nói với Triệu Thanh Thanh. Ăn lâu rồi, Triệu Thanh Thanh nhìn A Cửu một cái,
cười ha ha rồi nháy mắt với Hạ Thiên, A Cửu vất vả lắm mới tới kinh đô, sư phụ, ngươi nên thỏa mãn nàng đi. Hiện tại ta còn có không ít việc cần phải làm, sao có thể chơi với ngươi mỗi ngày được. Nếu như hồi xưa nghe được lời này, thì Hạ Thiên nhất định sẽ có đôi lời phê bình với Triệu Thanh Thanh, bởi vì hắn cảm thấy không có chuyện gì quan trọng hơn bản thân hắn, nhưng mà hiện tại có A Cửu ở bên người, nên cũng không có làm phiền Triệu Thanh Thanh nữa, nếu nàng đã muốn đi làm việc, vậy thì cứ để nàng đi làm xong đã. Ban nãy còn chưa ăn cơm, đã bị hai tên đần tới phá. Trong lòng Hạ Thiên có chút không vui, chúng ta tìm chỗ khác đi ăn cái gì đó đi. Thôi, mất hứng rồi. A Cửu quả thật không còn hứng thú, lại nói lúc đầu cũng không phải là vì đói bụng mới đi ra ngoài ăn cơm. Hạ Thiên cười hì hì, Cửu nha đầu, vậy chúng ta về khách sạn ngủ nha. Đừng, tuyệt đối đừng, chúng ta nên tìm một chỗ đi ăn chút gì đó đã. A Cửu tức giận chừng Hạ Thiên một cái, nàng quả thật có chút sợ tên lưu manh chết bầm này, bình thường không phải đều nói chỉ có nam mệt chết, còn nữ thì sướng sao, sao mà ở loại chuyện này, hắn lại chả bao giờ biết mệt thế nhỉ. Ừ, ăn no rồi, mới có sức để ngủ, Hạ Thiên nghiêm trang nói. A Cửu lườm một cái, quả nhiên đầu óc của tên háo sắc này vẫn đang nghĩ tới loại chuyện kia. Sau khi tạm biệt Triệu Thanh Thanh, Hạ Thiên và A Cửu rất nhanh liền đi tới cửa của một nhà hàng Trung Hoa. Bây giờ chàng có thể an phận một chút được không? Đừng có lại gây thêm chuyện gì nữa. Trước khi tiến vào trong, A Cửu có chút lo lắng, nói với Hạ Thiên. Vẻ mặt của Hạ Thiên vô tội, Cửu nha đầu, nàng nói sai rồi, ta vẫn rất an phận mà, đều do bọn ngu đó kiếm chuyện. Ta không cãi với chàng chuyện này nữa, nói chung, tiếp theo đó nàng phải nghe lời ta. A Cửu cảm thấy vẫn là phải chỉnh đốn tên háo sắc này một chút, cho dù xảy ra chuyện gì, đều là ta đứng ra giải quyết, nàng không được động thủ, được không? Cửu nha đầu, ta có thể đáp ứng nàng, nhưng đổi lại, nàng cũng phải đáp ứng ta một vài yêu cầu. Hạ Thiên cười hì hì nói. A Cửu nhìn nụ cười Hạ Thiên, cảm thấy có chút điềm chẳng lành, chờ sau khi Hạ Thiên nhỏ giọng nói yêu cầu của hắn ra, thì sắc mặt của nàng xoẹt một cái, đỏ từ gò má đến lỗ tai. Lắc đầu liên tục, không được, tuyệt đối không được, chàng bỏ cái suy nghĩ đó đi. Hạ Thiên có chút bất đắc dĩ, nói, vậy thì hết cách rồi. Hừ, người tên háo sắc này, lại ức hiếp ta. A Cửu dữ tợn, trừng mắt với Hạ Thiên, ta cũng không tin chàng lại đưa ra loại yêu cầu đó với Triệu Thanh Thanh và cả những người vợ khác của chàng. Hạ Thiên cười hì hì nói, có mà, các nàng đều rất thương ta nói cái gì, các nàng cũng đáp ứng. Ta tin chàng mới lạ, cùng lắm thì không ăn, ta cũng chẳng muốn quản chàng. A Cửu quyết định không mắc mưu, mặc dù đã là người đàn bà của Hạ Thiên, cũng đã lửng lơ con cá vàng thử qua rất nhiều tư thế, nhưng mà nàng cũng cảm thấy nhất định phải giữ lại một ít địa bàn, không thể cho tên háo sắc đó toại nguyện, bằng không hắn tuyệt đối sẽ được voi đòi tiên. Thế thì coi như ta chưa nói gì đi, ta nghe theo lời chàng. Con người của Hạ Thiên đảo một vòng. Làm ra bộ dáng, nghe lời, Cửu nha đầu, chúng ta đi vào ăn một chút gì đó trước đã. Bữa cơm này, quả nhiên có thể ăn một cách khá yên ổn, không có ai lại xuất hiện tới đây quấy rầy bọn họ ăn cơm, Hạ Thiên cũng không có làm ra chuyện khác người gì. Mãi đến khi ăn cơm xong, A Cửu đều cảm thấy hơi khó tin, vậy mà thật sự không phát sinh chút chuyện gì, điều này cũng quá không phù hợp với đặc tính của Hạ Thiên. Cửu nha đầu, cơm đã ăn xong. Chúng ta về khách sạn thôi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, bên ngoài cũng không còn gì vui nữa, chỉ bằng về đi ngủ thôi. A Cửu bất đắc dĩ thở dài, ta thấy không phải là bên ngoài không còn gì vui, mà là tâm tư của chàng căn bản là. Thôi bỏ đi, về khách sạn thôi. Hạ Thiên cùng A Cửu vừa mới trở lại đại sảnh của khách sạn, trước mặt liền có mấy người lạ từ nhiều hướng khác nhau đi về phía bọn họ, nhìn dáng dấp tựa hồ là có hơi lai giả bất thiện. Chàng lại rước lấy phiền phức từ lúc nào vậy? A Cửu theo bản năng nhìn về phía Hạ Thiên, thuận miệng hỏi một câu. Hạ Thiên bĩu môi, có chút không vui nói, Cửu nha đầu, suy nghĩ này của nàng không đúng, ta đã nói nhiều lần rồi, ta chưa bao giờ gây phiền toái cả, mấy tên ngu ngốc này là tới tìm nàng. Xin hỏi cô là A Tiểu Thư, phải không? Một thanh niên có vóc dáng khôi ngô trong đó dừng bước trước mặt A Cửu, trong tay còn cầm tấm hình. Đối chiếu vài lần, có vị bạn cũ của cô muốn gặp cô, mời cô đi theo bọn ta một chuyến.
A Cửu thản nhiên nói, ta không phải họ A, các ngươi tìm lộn người rồi. A tiểu thư, đừng làm khó bọn ta, bằng không thì các ngươi sẽ thiệt thòi đấy. Ngữ khí của thanh niên trở nên lạnh lẽo, chỉ vào Hạ Thiên, có chút hít uy hiếp nói, bọn ta không muốn sử dụng vũ lực, ngươi cũng không muốn nhìn thấy bạn trai của ngươi bị thương, đúng không? A Cửu không khỏi nở nụ cười, nếu các ngươi có thể làm hắn bị thương, ta sẽ đi theo các ngươi. Thế thì cũng đừng trách ta, thanh niên cũng là loại người thẳng thắn, trong lòng bàn tay lóe lên hàn quang, đâm một thanh dao găm ngắn vào ngực Hạ Thiên. Phập, dao găm đâm vào một cách trơn tru, máu bắn tung tóe. Chương 2299, ứng Văn Sơn. Vô duyên vô cớ bị người ta ngăn cản, khẳng định là không phải chuyện vui gì, mà vô duyên vô cớ bị người ta đâm một nhát dao, chuyện đó quả thực là quá xui xẻo. Có điều, Hạ Thiên lại không cảm thấy xui xẻo chút nào, bởi vì một nhát dao của thanh niên kia cũng không có xuyên vào người hắn. Thanh niên ngăn cản Hạ Thiên và A Cửu bất ngờ phát hiện, dao găm của hắn đang cắm vào cổ tay của chính hắn, trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên biểu lộ gì. Ngươi không đau sao? A Cửu kỳ quái nhìn nam thanh niên này một cái, thuận miệng hỏi. A Cửu tiểu thư, bọn ta chỉ là nhận ủy thác của người khác, xin đừng làm khó dễ bọn ta. Thanh niên liếc Hạ Thiên một cái, sau đó mặt không chút cảm xúc lấy dao găm trên cổ tay mình xuống, máu rất nhanh liền ngừng lại, vết thương cũng khép lại rất nhanh. Hạ Thiên khó chịu, nói kẻ ngu ngốc nhà ngươi đừng có tự tìm đường chết, ta muốn trở về phòng ngủ với Cửu nha đầu, không rảnh nói chuyện với các ngươi. Vị tiên sinh này, chủ thuê bọn ta chỉ là muốn mời A Cửu tiểu thư tới ôn chuyện cũ, cũng không có liên quan gì đến ngươi. Thanh niên giữ tợn chừng Hạ Thiên một cái, lạnh lùng nói, nếu như ngươi vẫn cứ ngang ngược cản trở, đừng trách ta không khách khí với ngươi. A Cửu cảm thấy có chút buồn cười, vậy mà còn có người lỗ mãng hơn cả Hạ Thiên, xem ra người quen kia nhất định là không biết tí gì về nàng, nếu không thì, hẳn là phải biết đến sự tồn tại của Hạ Thiên, tuyệt đối sẽ không để người của mình làm ra hành động thiếu khôn ngoan như vậy. Kẻ ngu ngốc, Hạ Thiên lắc đầu một cái, chẳng muốn lãng phí thời gian quý báu với tên này, duỗi tay nắm lấy cổ áo của đối phương, tùy ý ném một cái, vứt hắn vào trong thùng rác không tái chế cách khách sạn không xa. Mấy người khác còn chưa kịp phản ứng, liền đi theo gót chân của thanh niên trước mặt, cùng nhau bay vào trong thùng rác, chờ bị xử lý. A Cửu quay đầu lại liếc nhìn một cái, hơi nghi hoặc, nói tên vừa rồi hình như có chút cổ quái. Một tên đần mà thôi, có cái gì mà cổ quái? Hạ Thiên phản bác nói. Đối với chàng mà nói, khẳng định là không thấy cổ quái, bởi vì chàng chính là tên cổ quái nhất thiên hạ. A Cửu chừng Hạ Thiên, không vui nói. Nhưng mà vừa nãy, lẽ nào chàng không phát hiện vết thương trên người tên đó lại có thể tự lành sao? Chuyện này có gì mà lạ đâu, ta cũng làm được nè. Vẻ mặt của Hạ Thiên trịnh trọng, Cửu nha đầu, bây giờ nàng cũng có thể làm được, chỉ cần nàng tẩy tủy thì đều có thể làm được. A Cửu sững sờ, vậy ý của chàng là tên vừa rồi đã tẩy tủy. Không đời nào, Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, trên đời này, người có thể tẩy tủy chỉ có một mình ta. Mà ta thì không đời nào tẩy tủy cho một nam nhân. A Cửu tức giận mắng, vậy chàng nói chi vậy, nói nãy giờ, chàng cũng không biết gì. Hạ Thiên nói, ta biết mà. Biết thì cứ nói, đừng có nói nhảm nữa. A Cửu trừng mắt Hạ Thiên, ta muốn biết mấy người kia là ai, tại sao vết thương có thể tự lành, chàng đừng có vòng vo tam quốc với ta, nếu không thì tối hôm nay chàng tự ngủ một mình đi. Bọn họ chưa bị tẩy tủy, chỉ là từ nhỏ ngâm qua nước thuốc. Hạ Thiên ra vẻ phản bác, vết thương bình thường thì có thể tự lành, nếu như ra tay nặng hơn một chút, là trực tiếp chết. Vừa nói lời này ra, A Cửu chợt nhớ tới cái gì đó, sắc mặt trở nên hơi sầu lo. Cửu nha đầu, nàng không cần lo lắng, những tên đần này hợp sức lại cũng không phải là đối thủ của nàng. Hạ Thiên đưa tay ôm sát người A Cửu lại, cười hì hì nói, với lại không phải còn có ta sao, có ta ở đây, nàng tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. A Cửu hơi ghét bỏ, đẩy Hạ Thiên ra, cách xa ta một chút. Tuy là nói như vậy, nhưng A Cửu vẫn mặc cho Hạ Thiên ôm nàng. Hai người vừa mới mở cửa phòng, thình lình phát hiện có nam nhân xa lạ ngồi ở bên cạnh phòng trà, vẻ mặt tươi cười nhìn Hạ Thiên và A Cửu. Hai vị cũng thật là phu thê tình thâm, A Cửu, từ lúc nào mà ngươi có chồng vậy, sao lại không nói với ta một tiếng nào?
Nam nhân xa lạ rót một bình trà, đang tinh tế nhâm nhi trà, thấy cửa mở, bèn cười ha hả nói một câu. Ngươi là ai? A Cửu nhìn này nam nhân xa lạ, thấy không hề quen biết, trong lòng nghi hoặc không thôi. Nam nhân xa lạ hơi thất vọng lắc đầu, A Cửu, ngươi nói như vậy làm trái tim của ta đau lắm đó. Chúng ta cũng coi như là thanh mai trúc mã cơ mà, lẽ nào nhanh như vậy ngươi đã quên rồi ư? Thật xin lỗi, ta không quen biết ngươi. A Cửu lạnh giọng nói, hiện tại mời ngươi ra ngoài cho. Hạ Thiên không vui nói, Cửu nha đầu, hay là cứ trực tiếp ném hắn ra ngoài là được. A Cửu nhỏ giọng nói với Hạ Thiên, chàng đừng ngắt lời, trước hết coi thử hắn dở trò gì. Nào, mọi người đừng kích động, uống trà trước đã. Nam nhân xa lạ chợt đứng lên, làm một cái thủ thế mời ngồi về phía Hạ Thiên và A Cửu, ta quả thật là có chút việc tìm ngươi để thương lượng, lẽ nào ngươi không muốn tìm cha mẹ của mình sao? A Cửu nhướng mày, lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Xem ra không nói thân phận của ta cho ngươi, ngươi không thể nào yên tâm trò chuyện. Nam nhân xa lạ chỉ bản thân, cười cười tự giới thiệu mình, ta tên là Ứng Văn Sơn, có một tỷ tỷ tên Ứng Hiểu Nguyệt, cơ mà quan hệ không tốt cho lắm. Khi còn bé, chúng ta đều bị lừa bán, nhưng ta được tìm trở về, còn nàng thì không. Sau đó qua khoảng mười mấy năm, nàng trở về nhận thân. À, đây cũng đã là chuyện cũ năm xưa. Điều mà ta muốn nói là, trước đây ta bị lừa bán, sống mấy tháng ở trong một cô nhi viện, A Cửu ngươi khi đó cũng ở đấy. Lẽ nào ngươi không nhớ sao? A Cửu lắc đầu, không nhớ, bởi vì ta chưa từng sống ở cô nhi viện, ta lớn lên ở Âm Y Môn. Chương 2300, ngươi nói xem ai sẽ chết đây? Khi đó ngươi còn nhỏ, không nhớ cũng bình thường. Ứng Văn Sơn nhún vai một cái, dù sao ta cũng không nhớ rõ lắm. Sau đó tìm kiếm thêm một chút tài liệu mới xác nhận ngươi tên là A Cửu. Trước đây ngươi cũng không có cái tên này, khi đó ngươi còn nói lớn lên muốn làm cô dâu của ta nữa. Cửu nha đầu là nữ nhân của ta. Hạ Thiên chừng người này, bất mãn nói A Cửu cũng không phải là người mà ngươi kêu bậy kêu bạ, lại kêu bậy nữa là ta đánh ngươi. Thật sao? Ứng Văn Sơn cười cợt, giả vờ rộng lượng nói, vậy cũng tốt, ta gọi nàng là A Cửu tiểu thư, không thành vấn đề chứ. Ta không có hứng thú với những chuyện mà ngươi nói. A Cửu cũng không có buông lỏng cảnh giác, ngươi cứ nói thẳng mục đích mà ngươi tới tìm ta đi. Ứng Văn Sơn cảm nhận được loại ngữ khí né tránh của A Cửu, không khỏi thở dài nói, xem ra ta dùng sai cách rồi, biết vậy từ đầu ta cứ quang minh chính đại tìm ngươi nói chuyện luôn, nhưng mà lại sợ tỷ tỷ của ta phát hiện. A Cửu thuận miệng hỏi, những tên vừa nãy là thủ hạ của ngươi sao? Ứng Văn Sơn gật gật đầu, đúng vậy, xem ra bọn họ quá thô lỗ rồi, làm cho A Cửu tiểu thư bất mãn. Ta không có bất mãn. A Cửu nhìn Hạ Thiên một cái, là hắn bất mãn, cho nên thủ hạ của ngươi đều bị ném vào trong thùng rác. Chuyện này cũng hơi bất lịch sự. Ứng Văn Sơn nhìn về phía Hạ Thiên, lộ ra vẻ không vui, nói thế nào thì bọn họ cũng làm việc cho ta. Làm như vậy chẳng phải có chút quá đáng sao? Hạ Thiên lười biếng nói, không quá đáng chút nào cả, bởi vì ngươi ở lại đây thêm lát nữa cũng sẽ tiến vào thùng rác. A Cửu tiểu thư, chồng của ngươi hình như có chút bá đạo rồi đó. Ứng Văn Sơn hơi nheo hai mắt lại, cười mà không phải cười, nói, lẽ nào hắn không biết giang hồ hiểm ác, hắn nói như vậy rất dễ bị người ta đánh ư. A Cửu thở dài, ta cảm thấy ngươi có chút ngu xuẩn, nếu đã điều tra ta, thì nên điều tra kỹ thêm một tí, chẳng lẽ ngươi không biết hắn là ai sao? Ta đúng thật là không biết chuyện này. Ứng Văn Sơn lắc đầu. Hạ Thiên giải thích với A Cửu, Cửu nha đầu, tất cả tài liệu về ta đã sớm bị cô vợ tiểu yêu tinh xóa bỏ, nhưng tài liệu có thể tra được đều là thông tin vô dụng. Nói như vậy, ngươi hẳn là rất có lai lịch, không biết xưng hô như thế nào. Ứng Văn Sơn vô cùng lễ phép, hỏi. Ta tên Hạ Thiên. Chữ Hạ trong xuân hạ thu đông, chữ Thiên trong đệ nhất thiên hạ. Đoạn giới thiệu bản thân này, Hạ Thiên đã quen miệng rồi, dù đã nói qua vô số lần, nhưng đây đã là phiên bản ngắn gọn nhất. Hạ Thiên, Ứng Văn Sơn nhíu mày một cái, hình như có nghe nói qua. Tốt nhất là ngươi nghe nói qua. A Cửu cười cảnh cáo nói, nếu không thì ngươi thật sẽ bị hắn ném vào thùng rác bất cứ lúc nào. Ứng Văn Sơn cười nhạt. Phản bác nói, ta chỉ là tới tìm ngươi thương lượng chút chuyện, cũng không phải tới gây sự, còn nữa. Hắn ngừng một chút,
khắp khuôn mặt đều là vẻ ngạo nghễ, trên thế giới, không có ai có thể ném ta vào thùng rác, chút lòng tin ấy ta vẫn phải có. Kẻ ngu ngốc lúc nào cũng có lòng tin khó hiểu, nhưng bình thường lại chẳng có tác dụng gì. Hạ Thiên bĩu môi, ta thích đánh loại kẻ ngu ngốc như ngươi nhất. Ứng Văn Sơn khoát tay áo một cái, cười nói, thế thì chút nữa, chúng ta có thể dành tí thời gian để luận bàn một thoáng. Nói thẳng chuyện gì đi, đừng lãng phí thời gian của mọi người. A Cửu thản nhiên nói. Được, thế thì liền đi thẳng vào vấn đề. Trên mặt Ứng Văn Sơn vẫn cứ giữ nguyên nụ cười vốn có, ta cũng không đến để giao hảo, ta muốn làm một giao dịch với ngươi. A Cửu không nói gì. Một giao dịch mà ngươi ta cùng có lợi. Ứng Văn Sơn chờ một hồi, phát hiện A Cửu không có hỏi tiếp, đành phải tự nói tiếp, ta giúp ngươi tìm cha mẹ ruột của ngươi, ngươi giúp ta làm một việc. Không cần, A Cửu trực tiếp lắc đầu, hiện tại ta vẫn sống vô cùng tốt, đối với việc tìm cha mẹ ruột không hứng thú lắm. Ứng Văn Sơn hơi sửng sốt, lẽ nào ngươi không muốn biết cha mẹ ruột là ai ư? Không muốn biết bọn họ sống có tốt không? Không muốn biết năm đó tại sao bọn họ lại vứt bỏ ngươi? Không muốn, không muốn tí nào. Vẻ mặt của A Cửu mất kiên nhẫn, nói ta với bọn hắn đã không còn quan hệ với nhau, cũng không muốn nảy sinh thêm bất kỳ quan hệ gì. Ứng Văn Sơn bỗng nhiên biến sắc, dần dần trở nên lạnh lùng, ta thật sự là nhìn lầm ngươi, ban đầu còn cho rằng ngươi là một cô gái lương thiện, không ngờ rằng vậy mà bất hiếu đến thế, ngay cả cha mẹ ruột của mình mà cũng có thể không thèm đếm xỉa tới. Dám mắng vợ của ta, kẻ ngu ngốc nhà ngươi muốn ăn đòn rồi, đúng không? Hạ Thiên trừng mắt nhìn người này, dứt lời liền muốn động thủ, lại bị A Cửu ngăn lại. A Cửu nhìn Ứng Văn Sơn, thản nhiên nói, ta có hiếu hay không, không có liên quan gì tới ngươi cả, ngươi cũng không có tư cách phán xét. Năm đó nếu bọn họ đã ném ta vào địa ngục trần gian, vậy thì đã nói rõ tình thân ở trong mắt bọn họ không đáng một đồng. Kể từ thời khắc ấy, ta với bọn hắn đã không còn bất kỳ quan hệ gì, không có yêu, không có hận, càng không có ân tình. Chỉ là hai người xa lạ không liên quan gì với nhau mà thôi. Vậy thì tiếc thật đấy. Người vô tình như thế, mang người tới đó cũng không có ý nghĩa gì. Ứng Văn Sơn hiển nhiên không nghĩ là A Cửu lại thẳng thắn và dứt khoát đến vậy. Đúng thật là không cho hắn tí cơ hội lợi dụng nào. Nhưng nếu đã vậy, thì hắn thật chỉ có thể dùng đến sức mạnh. Dù sao muốn thực hiện kế hoạch trong lòng hắn, thì không thể thiếu mắt xích A Cửu này. Hạ Thiên chỉ liếc nhìn người này một cái, liền đoán được tên này muốn làm gì, đừng nghĩ tới chuyện động thủ, bằng không ngươi sẽ chết rất khó coi. Ta thật muốn thử xem. Gương mặt của Ứng Văn Sơn biến mất ở trong bóng tối, sắc mặt biến ảo chập chờn, ai chết còn chưa biết được cơ mà. Ứng Văn Sơn chỉ bước về phía trước một bước, trong nháy mắt cả phòng bị bóng ma khổng lồ bao phủ, tối đến mức quơ tay cũng không thấy được năm ngón. Vô số cái bóng dày đặc bò ra, lặng lẽ quấn chặt lấy Hạ Thiên và A Cửu, xâm nhập từng chút một vào trong làn da của họ. Ứng Văn Sơn cười lạnh nói, hiện tại, người nói xem ai sẽ chết đây. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 122.